Chương 381, mỗi khi tuyết rơi, nhớ tới ta. Khục khục, ta nghe nói đang đỉnh đại sư một mực không có đạo lữ, nói không chừng ngươi còn có cơ hội a. À. Mạnh hạo mắt nhìn hàng tuyết sang, treo gẹo nói, hàng tuyết sang vừa nghiêng đầu, cố ý không nhìn tới mạnh hạo, có thể khóe miệng nhưng là lộ ra một vòng thiếu nữ mỉm cười, nhưng rất nhanh lại nhìn xuống, ta cùng đang đỉnh đại sư thế nhưng là rất quen thuộc đấy, giúp đỡ ngươi nói chuyện, nhất định vô cùng có tác dụng. Mạnh hạo ngồi sổm hàng tuyết sang bên người, cười mở miệng, hàng phong thổi tới trên mặt của hắn, đem tóc của hắn phiêu tán, lộ ra góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại đây dưới ánh trăng, hơi hắc màu da cũng cũng nhìn không ra rồi, lộ ra tuấn lãng cùng với kỳ dị khí chất, hàng tuyết sang không thể tiếp tục nghiêm mặt, nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía mạnh hạo lúc, đôi mắt đẹp lộ ra một vòng bay lên chi ý, đem nàng đáy lòng mấy ngày này thất lạc che giấu, ngươi cũng không phải đang đỉnh đại sư hàng tuyết sang nở nụ cười về sau, lại cố ý nghiêm mặt, giống như chịu đựng rất vất vả. Huống hồ ngươi liền nam vực cũng không có đi qua, làm sao sẽ cùng đang đỉnh đại sư quen thuộc. Hàng tuyết sang không chút khách khí vạch trần nàng cho rằng chân tướng, mạnh hạo gãi gãi đầu, cười cười sau ngồi ở hàng tuyết sang bên người, hai người ngồi ở tàn phá phiến đá bên trên bốn phía là bao la mờ mịt phế tích, bầu trời bay tuyết, hàng phong nước nở nghẹn ngào thổi qua đại địa, đem hai đầu người phát thổi bay, ngươi không hiểu, tuy rằng ta chưa từng gặp qua đang đỉnh đại sư có thể giống như ta vậy đang đạo đại sư giữa chúng ta trên thực tế đã bạn tri kỷ đã lâu mạnh hạo vội ho một tiếng lộ làm ra một bộ học được từ chu đức không cao thâm mạch rắc đợi ngươi đã đến tử vận tông thấy được đang đỉnh đại sư nhất định phải hỏi một chút hắn hay không còn nhớ rõ năm đó trong gió tuyết cái kia bị hắn nhớ kỹ thân ảnh mạnh hạo ngẩng đầu một bộ rất thổn thức bộ dạng nếu như không có trong nháy mắt động tác cùng với mắt lé nhìn về phía hàng tuyết sang ánh mắt, như vậy có lẽ sẽ càng rất thật một ít. Hàng tuyết sang che miệng cười cười, hai mắt tươi đẹp, nhìn qua mạnh hạo, chứng kiến mạnh hạo biểu lộ về sau, thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Như chuông bạc thanh âm quanh quẩn, giống như tiêu tán một ít đáy lòng phiền muộn, hảo hảo hảo, chờ đã đến tử vận tông, thấy được đang đỉnh đại sư. Nhất định sẽ hỏi như vậy hắn đấy. Hàng tuyết sang cười mở miệng, ta là không phải còn muốn tăng thêm một câu, năm đó trong gió tuyết chính là cái kia thân ảnh, từng nói câu nào, mỗi khi tuyết rơi lúc, muốn nhớ tới ta. Hàng tuyết sang chấp chấp xinh đẹp con mắt, mang theo đùa dẫn hiệp chi ý, lại nói một câu, những lời này có chút ám muội. Bất quá không sao, ta cùng đang đỉnh đại sư giữa, quan hệ không có người thường có thể tưởng tượng. Mạnh hạo ho khang một tiếng, cười nói, đây là chúng ta thánh tuyết nội thành hình dung hai cá nhân tình cảm giác rất tốt, tại phân biệt lúc, muốn nói lời. Hàng tuyết sang lần nữa nở nụ cười, sau nửa ngày về sau, nàng vỗ vỗ ngực. Hất càm lên, được rồi, ta tha thứ ngươi rồi. Mạnh hạo cười cười, tại hàng tuyết sang bên người nhặt lên trên mặt đất tuyết, nhìn xem tuyết trong tay hòa tan, giống như trí nhớ cũng theo tuyết, về tới năm đó tử vận tông, trong đầu chậm rãi hiện lên nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Không biết các ngươi bây giờ là hay không hết thảy mạnh khỏe mạnh hạo ngẩng đầu nhìn qua nam vực phương hướng kỳ thật ta chỉ là sùng bái đang đỉnh đại sư mà thôi trước kia cùng ngươi nói cũng không phải thật sự á ta chỉ là muốn muốn một quả đang đỉnh đại sư tự tay luyện chế đang dược hàn tuyết sang nhìn xem mạnh hạo nhặt lên tuyết động tác thấp giọng nói ra giống như tại giải thích cái gì có thể đạt được đang đỉnh đại sư một viên thuốc ta liền thỏa mãn thật không có ngươi nói những cái kia Hàng Tuyết Sang chứng kiến Mạnh Hạo dáng tươi cười, lập tức trừng nổi lên mắt, rất nghiêm túc nói ra. Mạnh Hạo lắc đầu cười cười, mắt nhìn còn mang theo thiếu nữ ngây thơ Hàng Tuyết Sang. Suy nghĩ một chút, tay phải từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc, cái này là một quả trúc cơ thiên, là Mạnh Hạo đã từng luyện chế qua đấy, coi như không tệ một viên thuốc, có đủ rồi tám phần hơn dược hiệu, ta tiễn đưa ngươi một viên thuốc. Mạnh Hạo cầm lấy đan dược, suy nghĩ một chút, móng tay ở trên nhẹ nhàng một khắc, viết xuống một cái chữ tuyết về sau, đưa cho hàng tuyết sang. Viên thuốc này, cần phải so với đang đỉnh đại sư luyện chế còn muốn có giá trị, phần này giá trị không phải thể hiện tại đang dược bản thân bên trên mà là thể hiện tại nó là ta luyện chế. Mạnh hạo mỉm cười mở miệng, hàng tuyết sang trầm mặt, tiếp nhận viên thuốc này, cầm trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn về sau, đang muốn nói cái gì đó lúc, mạnh hạo đã đứng lên, tại tử vận tông, nếu như gặp vấn đề giải quyết không được, ngươi có thể cầm lấy viên thuốc này, đi tìm đan quỷ đại sư, lão nhân gia người nhìn về sau, sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Mạnh hạo mỉm cười mở miệng, thanh âm mang theo một vòng phiền muộn, có thể hàng tuyết sang nhưng là mở to mắt, lời nói này rơi vào nàng trong tai, làm cho nàng theo bản năng đã cảm thấy, mạnh hạo lại đang cố làm ra vẻ huyền bí rồi, nếu như lão nhân gia người hỏi ta. Mạnh hạo vừa nói đến đây, Hàn tuyết sang vội vàng ở bên nói một câu, ta phải trả lời, mỗi khi tuyết rơi lúc, ngươi liền sẽ nhớ đến ta. Mạnh hạo sững sờ, nghĩ đến sư tôn nghe được câu này sau biểu lộ, lập tức nhịn không được hạt hạt cười cười, dáng tươi cười mang theo vui vẻ, càng có một loại không nói ra được tư vị, tư vị này, ngoại trừ chính hắn, không người có thể hiểu. Trong tiếng cười, mạnh hạo quay người đi xuống rồi phiến đá, đi về hướng xa xa, nhưng lại tại hắn đi ra bước thứ ba lập tức, bỗng nhiên mạnh hạo biến sắc, thậm chí bỗng nhiên rút lui một ôm hàng tuyết sang, một cái rong huyết chợt hiện, thân ảnh nháy mắt biến mất, hầu như tại mạnh hạo biến mất một cái chớp mắt, phong tuyết trong đêm tối, nhất đạo ánh sáng âm u vô thanh vô tức lập tức tiến đến, trực tiếp đã rơi vào mạnh hạo cùng hàng tuyết sang lúc trước vị trí, nổ vang thanh âm động trời quanh quẩn, đại địa chấn động, mạnh hạo cùng hàng tuyết sang lúc trước chỗ sụp xuống phòng bỏ, giờ phút này trực tiếp đã trở thành tro bụi, cách đó không xa, mạnh hạo ánh mắt lộ ra hàng mang nhìn xem trong gió tuyết, giờ phút này từ đằng xa gào thét mà đến từng đạo thâm ý, ông hàng tuyết sang sang rất nhanh lui về phía sau, giờ phút này hàng tuyết gia tộc chi nhân, cũng nhao nhao bừng tỉnh, tứ đại trưởng lão cùng với hàng tuyết bạo, còn có hơn 200 tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, đây là muốn đối với ta hàng tuyết gia tộc đuổi tận giết tuyệt sao. Hàng tuyết bạo ánh mắt lộ ra tức giận, hắn tuy nói tu vi ngã xuống, không còn là trảm linh, mà dù sao từng là tuyệt đỉnh cường giả, giờ phút này có thể thể hiện ra đấy cũng có nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn thực lực lời nói lúc giữa hắn chân phải nâng lên hung hăng một đập đại địa mặt đất vù vù từng đạo khe hở vờn quanh bát phương động trời dựng lên hóa thành một mảnh kinh thứ màn sáng những thứ này kinh thứ ngút trời bao phủ bát phương lập tức đem ngoại giới công kích ngăn cản trong khoảng thời gian nắng nổ vang thanh âm ngập trời không ngừng theo kinh thứ có thể chứng kiến ở bên ngoài trong gió tuyết có gần nghìn người tu sĩ thân ảnh tồn tại, trong đó có tám thân ảnh nhất kinh người, đứng ở giữa không trung bọn hắn, bốn phía không có bất kỳ phong tuyết có thể tới gần, toàn bộ tại tới gần lúc như bị xé nứt, đây là tám người nguyên anh tu sĩ, trong đó có sáu người đến từ Tây Mạc. Chỉ có hai người thuộc về mặt thổ cung, trận này đối với hàng tuyết gia tộc giết chết là Tây Mạc hoàn toàn khởi xướng. Một vị trảm linh tu sĩ diệt vong có thể tạo được uy hiếp, tuyệt không phải chỉ có cái này chính là mấy ngày. Hiển nhiên, những người này sở dĩ dám đến, là bởi vì biết được hàng tuyết tộc chính thức hư thật, nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, đến từ bốn phía hơn một nghìn tu sĩ cùng với cái kia tám người nguyên anh lão giả thuật pháp thần thông, tại đây oanh kích trong không ngừng mà phá hủy bốn phía gai sắt, đại địa chấn động, hàng tuyết gia tộc tu sĩ nguyên một đám sắc mặt biến hóa, trầm mặt không nói, khó trách nhanh như vậy liền đi tới, nguyên lai like là có tay mặt tinh túc bộ lạc chi nhân thôi diễn. Hàng tuyết bạo hàng Quang hiện lên trong mắt, ánh mắt rơi vào phong tuyết ở chỗ sâu trong, người bên ngoài nhìn không tới khu vực bên trong, mạnh hạo che chở hàng tuyết sang đi tới. Tại hàng tuyết sang về tới kia tộc nhân phía sau người, mạnh hạo đã nghe được hàng tuyết bảo đích thoại ngữ, nhìn về phía gai bên ngoài phong tuyết, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, hắn mắt phải lập tức liên tục nháy triển khai bẫy xuống, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến đổi, tự hồ đã trở thành hắc bạch, cùng lúc đó, một cái tại trong gió tuyết, lúc trước mạnh hạo không thấy được thân ảnh, giờ phút này cũng hiển lộ tại trong mắt của hắn đó là một người mặc áo bào trắng chi nhân thấy không rõ gương mặt chỉ có thể nhìn đến nâng lên hai tay tràn đầy khô héo cùng nếp nhăn tại người này trước mặt có một cái màu đen bát trong chén có đục ngầu nước giống như tại thi pháp hầu như tại mạnh hạo nhìn lại lập tức cái này áo bào trắng người hình như có làm cho phát hiện mãnh liệt ngẩng đầu mạnh hạo tâm thần chấn động hắn thấy được một ánh mắt một cái hai cái đồng tử chi nhãn trong nội tâm một bỉnh, Mạnh Hạo lập tức chặt đứt thuật pháp. Trước mắt thế giới khôi phục như thường, ngươi cũng thấy đấy. Hàng Tuyết bạo quay đầu, nhìn qua Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ngưng trọng nhẹ gật đầu, đó là Tây Mạc Ba đại bộ lạc một trong tinh túc bộ lạc, am hiểu thôi diễn, cho rằng bầu trời ngôi sao đều vì yêu. Hàng Tuyết bạo nhàn nhạt nói ra, hắn lời nói vừa nói xong, một tiếng đổ vang nổ mạnh truyền ra, kinh thứ bên ngoài, trong gió tuyết đi tới rồi ba tên cự nhân, Từng cái thân cao đều tại 50 trượng tả hữu, đại địa chấn động, cái này ba tên cự nhân cầm trong tay cự bổng, mãnh liệt vọt tới, trên bầu trời thê lương gào rú vòng qua vòng lại, một mảnh dài hẹp giao long lập lòe mà ra, thẳng đến đại địa, xa hơn chỗ, từng chiếc chiến xa u sáng lóng lánh, không ngừng mà oanh kích, còn có cái kia tám người nguyên anh tu sĩ, bên người thuật pháp tràn ngập, pháp bảo kích động hư vô, không cần để ý sẽ ngoại giới, bọn ngươi chuyên tâm mở ra trận pháp Hàn tuyết bạo thanh âm quanh quẩn lúc, phía sau hắn hàng tuyết gia tộc tứ đại trưởng lão cùng với tộc nhân, tại cuối đầu đồng ý, riêng phần mình đi xong vùng đất hiền lành trước mặt trận pháp, không ngừng mà nếm thử mở ra, kinh thứ chấn động, tầng tầng vỡ vụn, tại loại trình độ này công kích đến, tự hồ kinh thứ cũng đều không thể kiên trì quá lâu, cũng chính là một cái canh giờ, bốn phía kinh thứ lập tức tan vỡ ra, thở dài từ hàng tuyết bạo trong miệng truyền ra, hắn tay phải vung lên, lại một miếng kinh thứ hạt giống thúc hóa. Vần quanh bốn phía, lần nữa ngăn cản. Đáng tiếc có cái kia tinh túc bộ lạc chi nhân tại, bị hắn nghiêm trọng áp chế kinh thứ. Hàng tuyết bạo thần sắc lộ ra lo nghĩ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nơi đây trận pháp, đột nhiên tản mát ra rồi hơi yếu hào quang, mở, lão tổ, trận pháp mở. Hàng tuyết gia tộc tộc nhân, lập tức có người mang theo cùng hỉ hô lên, mạnh hạo lập tức trở về đầu, thấy được trên mặt đất trận pháp, đang dần dần sáng ngời, tràn ra truyền tống chi mang, nhìn lên bộ dạng, đoán chừng còn có một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn mở ra, tất cả hàng tuyết tộc tộc nhân, tại lập tức phấn khởi, nhưng đột nhiên đấy, đại địa nổ vang, xa xa có một đạo động trời quang, giống như tập hợp tất cả mọi người thuộc Pháp, tập hợp tất cả Pháp bảo, tạo thành nhất đạo hủy diệt chi quang, hóa thành một ngôi sao, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến nơi đây mà đến, nổ vang lúc giữa, trực tiếp nát bấy rồi kinh thứ hàng tuyết bạo gầm nhẹ, tay phải nâng lên vung lên, bốn phía kinh thứ xuất hiện lần nữa, thân thể của hắn cũng tùy theo lao ra, bấm niệm pháp quyết phía dưới, về phía trước vung lên, lập tức có phong bạo gào thét mà đi, nổ vang ở bên trong, hủy diệt chi quan biến ảo ngôi sao tan vỡ, mà hàng tuyết bạo cũng phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui ra phía sau, thần sắc thoáng cái uể oải, lão tổ. Hàng tuyết tộc nhân nguyên một đám tiếng lên, thần sắc lộ ra bi phẫn, Hàn Tuyết sang trắng môi dưới, sắc mặt tái nhợt, chẳng qua là đã trải qua quá nhiều về sau, hôm nay nàng đã không sợ hãi. Mạnh Hạo trầm mặt không nói, hắn nhìn qua sáng sớm bầu trời, nhìn xem những tay mặt đó tu sĩ, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhìn xa chỗ xa hơn, tính toán thời gian, có lẽ mau tới. Mạnh Hạo nội tâm thì thào, bỗng nhiên đấy, hắn hai mắt mãnh liệt ngưng tụ, tại xa xôi bầu trời, hắn thấy được một mảnh quét ngang thiên địa sương mù, thương ngũ gia đắc ý vĩnh sinh. Trái ba vòng, lại ba vòng, bờ mông uống éo uống éo. Mơ hồ truyền đến thanh âm, lại để cho mạnh hạo trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Nụ cười này càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, vui vẻ tiếng cười truyền khắp bốn phía. Mấy ngày nay bộc phát, bên tai đã choáng luôn, lúc trước xuất hiện lỡ bút, sai đem kim đan hậu kỳ ghi đã thành kim đan trung kỳ, hướng mọi người nói xin lỗi, canh hai đưa lên, cuối cùng 10 cái giờ đồng hồ, đến đến đến, các đạo hữu cùng một chỗ hô to, ta thanh thương, ta kiêu ngạo, chương 382, vô một âm thanh. Thư ngũ gia, đắc ý vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, trái ba vòng, phải ba vòng, bờ mông uống éo uống éo. Xem ta tru tiên đại trận, như sấm nổ vang thanh âm, dần dần từ bầu trời xa xăm bên trên gào thét mà đến, có thể chứng kiến sương mù cuồn cuộn, phô thiên cái địa, tại đây trong sương mù, có mấy ngàn đại hán, đang dùng kỳ quái tư thế chạy trốn, thanh âm quanh quẩn, bọn họ chạy trốn tràn đầy không cách nào hình dung khí thế, đủ để cho hết thảy chứng kiến người, trận mắt há hốc mồm, hơn 5.000 người chạy trốn, lại để cho bầu trời này tại đang rung rẩy, theo sương mù cuồn cuộn, giống như tác động rồi đại địa, như là long trời lỡ đất, càng là tại đây hơn 5.000 người phía trước, một cái tạp mau anh vũ, diễu võ dương oai, mang theo cùng ngạo, đã ở âm thanh gào rú, đến đến, đến cho ngũ gia hô thanh âm càng lớn hơn một chút. Một màn này, đầu tiên chấn ngay người cái kia hơn một nghìn tây mặt tu sĩ, đã liền đem tám cái tay mặt nguyên anh lão giả, cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn trên bầu trời như hiếm thấy giống như tồn tại những người này, cái này đầu chim. Mặc dù là tinh túc bộ lạc cái vị kia áo bào trắng người, trước mặt bác cũng rung lên thoáng một phát, bên trong đục ngầu nước, suýt nửa nghiêng rơi vải đi ra, hắn ngẩn người, ngơ ngác nhìn bầu trời, còn có kinh thứ bên trong hàng tuyết gia tộc tộc nhân, Mặc dù là giờ phút này trận pháp hào quang càng ngày càng sáng ngời, có thể nơi đây cái này hơn 200 hàng tuyết gia tộc tu sĩ, cũng cũng không khỏi đắc ý hô hấp dồn dập, mơ hồ cảm thấy da đầu rung lên, đối với cái này đột nhiên xuất hiện một màn, hoàn toàn sửng sốt, tứ đại trưởng lão sửng sốt, hàng tuyết bạo sửng sốt, hàng tuyết sang cũng há miệng nhỏ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cái này là Kim Quang Giáo Ngũ Gia Đại Trận Kinh thứ bên ngoài, hơn một nghìn tay mặt tu sĩ bên trong, có một chút là mặt thổ cung chi nhân, bọn hắn giờ phút này nghẹn ngào mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức có nhiều người hơn nhận ra trên bầu trời cái này buồn cười một màn làm cho đại biểu là cái gì? Kim Quang giáo. Kim Quang lão tổ, kinh thứ bên trong hàng tuyết gia tộc chi nhân. Giờ phút này phần lớn là hô hấp dồn dập, theo phía ngoài thanh âm truyền đến, trong bọn họ lập tức kịp phản ứng, lập tức có không ít tu sĩ nghẹn ngào, bọn hắn chính là Kim Quang giáo. Kim quan giáo mấy ngày này tại mặt thổ thanh danh thay nhau nổi lên, nhất là kim quan lão tổ. Tức thì bị nghe đồn tràn đầy sắc thái thần bí, hôm nay nơi đây chi nhân đột nhiên chứng kiến bầu trời một màn này, nhao nhao tâm thần chấn động, hầu như ở nơi này đại địa tất cả tu sĩ, tại đối với thiên không bên trên cái này tiến đến kim quan giáo, không biết được kia cụ thể mục đích lúc, mạnh hạo ho khang một tiếng, hắn không nghĩ tới kim quan giáo hôm nay danh khí lại có thể như thế đại, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng tiếp cận hơn 5.000 tu sĩ, truyền ra thuộc về thanh âm của hắn, kim Quang giáo nghe lệnh, vòng vây kinh thứ bên ngoài tất cả đối địch tu sĩ. Mạnh hạo thanh âm tại truyền ra nháy mắt, trên người của hắn lập tức bạo phát ra chói mắt kim Quang, đây là hắn kim đang ánh sáng, vần quanh tại thân thể bên ngoài, tại đây một cái chớp mắt, truyền khắp thiên địa, khiến người khoảng cách rất xa cũng có thể thấy rõ ràng, tại thanh âm này truyền ra, kim Quang tứ tán lập tức, mạnh hạo bốn phía hàng tuyết gia tộc tộc nhân. Nguyên một đám mãnh liệt nhìn lại, tứ đại trưởng lão càng là mở to mắt, ngay ngắn hướng nhìn về phía mạnh hạo, đã liền hàng tuyết bạo cũng thâm ý sâu sắc nhìn sang. Hầu như khi bọn hắn nhìn về phía mạnh hạo một cái chớp mắt, trên bầu trời, giờ phút này gào thét mà đến năm nghìn tu sĩ, toàn bộ cũng nghe được rồi mạnh hạo thanh âm, thấy được mạnh hạo nơi đây kim quang, thanh âm này rơi khi bọn hắn trong tai nháy mắt, lập tức từ bọn hắn trong miệng truyền ra động trời thanh âm lão tổ chi mệnh, thề sống chết tuân theo. Hơn 5.000 người ngay ngắn hướng gào rú. Tại đây trong tích tắc vòng qua vòng lại lúc giữa, lập tức bầu trời sương mù cuồn cuộn, cái này hơn 5.000 đại hán, lập tức vần quanh bốn phía, đã bắt đầu cấp tốc chạy trốn, theo của bọn hắn chạy trốn, nổ mạnh quanh quẩn, bầu trời biến sắc, đại địa chấn động, tầng tầng sương mù cuồn cuộn lúc giữa, có thể chứng kiến phần đông thân ảnh cao lớn hiển lộ, như là chiến tiên, chỉ là cái kia quỷ dị tư thế, vặn vẹo bờ mông quái dị, lại khiến cho hơi thở này bên trên tồn tại một cổ không cách nào hình dung cổ quái. Một màn này, triệt để rung chuyển rồi ngoại giới tây mặt tu sĩ, cũng rung động hàng tuyết gia tộc mọi người, bọn hắn ngơ ngác nhìn mạnh hạo, trong ốc vù vù, giờ phút này như còn không biết hiểu thân phận của mạnh hạo, bọn hắn liền sống uổng phí một cuộc, ngươi. Ngươi là kim Quang lão tổ. Đại trưởng lão hít vào khẩu khí, thần sắc mang theo không cách nào tin, Kim Quang. Lão Tổ, Kim Quang Lão Tổ. Hàng tuyết gia tộc chi nhân, cả đám đều hô hấp dồn dập, nghẹn ngào mở miệng, cũng khó trách bọn hắn như thế. Mấy ngày này, mặt thổ đại loạn, tại đây đại loạn trong Kim Quang giáo quật khởi, chiếm cứ Đông Lạc Thành, khiến cho mặt thổ cung tại cảm thấy đau đầu, nhất là vị kia Kim Quang Lão Tổ cực kỳ thần bí, giáo chúng năm nghìn, tạo thành trận pháp kinh thiên động địa. Kim Quang Lão Tổ xưng hô thế này, tại hôm nay mặt thổ dĩ nhiên là không người không biết thanh danh hiển hắc giờ phút này bọn hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai mạnh đại sư chính là kim quan lão tổ loại này mãnh liệt cảm giác lập tức để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hàng tuyết sang mở to mắt nàng chợt phát hiện tại mạnh hạo trên người có quá nhiều thần bí là mình làm cho không biết vô luận là lúc trước đang đạo đại sư biểu hiện vẫn là có thể thúc hóa kinh thứ thực lực cũng hoặc là hôm nay thân phận của kim quan lão tổ đây hết thảy hết thảy, đối với nàng mà nói, đều nhấc lên một lần lại một lần khiếp sợ. Hàn Tuyết Bạo trầm mặc nhìn thật sâu Mạnh Hạo Liếc ôm quyền, cúi đầu. Hắn cái này cúi đầu, lập tức tứ đại trưởng lão, còn có bốn phía tất cả hàng tuyết gia tộc chi nhân, tại nhau nhau ôm quyền, thật sâu cúi đầu, tiền bối không cần như thế. Mạnh Hạo Minh Bạch hàng tuyết Bạo cái này cúi đầu hàm nghĩa, đây là cảm tạ chính mình nhiều lần cứu hàng tuyết nhất tộc, giờ phút này ngoại giới sương mù cuồn cuộn, nổ vang thanh âm không ngừng, nơi đây trận pháp hào quang càng phát ra sáng ngời, thậm chí đều có oanh oanh thanh âm truyền ra, đây là truyền tống trận muốn mở ra dấu hiệu, hàng tuyết gia tộc, từ đó về sau, đem làm ghi khắc đạo hữu đại ân, này ừ từ lão phu bắt đầu, từ nay về sau đại đại tộc nhân, vĩnh sinh không quên. Hàng tuyết bạo thở sâu, nhìn qua mạnh hạo, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một hạt kinh thứ hạt giống bay ra, rơi vào mạnh hạo trước người. Giờ phút này hàng tuyết gia tộc, sách không xuất ra cái gì báo đáp sự tình cái này hạt kinh thứ hạt giống đối với chúng ta mà nói tại tử vận trong tông tác dụng không lớn nhưng đối với ngươi mà nói con đường tu chân hiểm ác hơn nhiều vật ấy cũng có thể nhiều một lần bảo hộ hàng tuyết bạo trầm giọng mở miệng mạnh hạo không có cự tuyệt cái này kinh thứ hạt giống thật sự là hắn rất để trong lòng dựa theo ý nghĩ của hắn vật ấy như bị nhánh mây nuốt vào có lẽ sẽ có một ít đặc thù lột xác giờ phút này đem cái này kinh thứ hạt giống thu hồi, mạnh hạo nhẹ gật đầu, tiền bối, hàng tuyết gia tộc chư vị đạo hữu. Trận pháp đã mở, mạnh mổ ở chỗ này cho các ngươi hộ tống, chờ các ngươi toàn bộ tại sau khi rời đi, ta sẽ bị phá hủy trận pháp, chúc các ngươi. Lên đường bình an. Mạnh hạo ngưng trọng mở miệng, cùng với hàng tuyết gia tộc cái này non nửa năm. Hắn đã trải qua không ít chuyện, giờ phút này hết thảy đều đã đạt thành mong muốn, dưới mắt, là hắn vì hàng tuyết gia tộc làm cuối cùng một việc, ngoại giới nổ vang nổ mạnh, trong sương mù vô số thân ảnh, tay mặt tu sĩ thê lương kêu thảm thiết, đây hết thảy đã trở thành hôm nay trận này ly biệt tiễn đưa ca, quanh quẩn tại Bắc Phương, mạnh hạo nhìn xem hàng tuyết tộc tộc nhân, ở chỗ này trận pháp triệt để mở ra về sau, miên một đám đang nhìn mình, từng cái tộc nhân tại bước vào trước trận pháp, đều hướng về chính mình trong ôm quyền thật sâu cúi đầu, những người này, mạnh hạo cũng không lại lạ lẫm, hắn quen thuộc từng cái gương mặt cho dù có không ít gọi không ra tên nhưng này tiểu nửa năm qua thủ thành mạnh hạo đối với bọn họ hơn lần cứu trợ đã khiến cho lẫn nhau giữa đã có một loại tình nghĩa ở bên trong mạnh đại sư chi ân vĩnh viễn không quên hy vọng một ngày kia còn có thể gặp được mạnh đại sư mạnh đại sư bảo trọng nguyên một đám hàng tuyết tộc tu sĩ bước vào trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa cho đến tứ đại trưởng lão nhìn qua mạnh hạo thật sâu ôm quyền về sau thần sắc có chút cảm khái, quay người đạp vào trong trận, hàng tuyết sang, đứng ở trong trận pháp, nhìn qua mạnh hạo. Nàng không có bái, cũng không nói gì, cố nén nước mắt không chảy xuống, nhìn xem mạnh hạo, mạnh hạo cũng nhìn qua nàng, hai người. Cách trận pháp, dần dần lẫn nhau trong mắt đối phương, tại xuất hiện mơ hồ, mỗi khi tuyết rơi lúc, người muốn nhớ tới ta. Tại cuối cùng mắt tiền thế giới tại mơ hồ một cái chớp mắt, hàng tuyết sang giống như cố lấy rồi dũng khí, hướng về trận pháp bên ngoài mạnh hạo nói ra một câu nói kia thân ảnh biến mất mạnh hạo trên mặt lộ ra mỉm cười nhẹ gật đầu có thể hắn biết rõ một màn này đối phương là nhìn không tới đấy thở dài từ hàng tuyết bạo trong nội tâm truyền ra hắn lắc đầu nơi đây trừ hắn ra bên ngoài cũng không có hàng tuyết tộc nhân hắn là người cuối cùng bước vào trận pháp tu sĩ đứng ở trong trận pháp nhìn hắn lấy bốn phía phế tích nhìn xem sương mù cuồn cuộn cùng, cùng với trong sương mù gào thét cùng kêu thảm thiết đây hết thảy hết thảy, dần dần lại để cho hắn cảm thấy có chút xa xôi, thật sự quyết định không theo chúng ta cùng đi Nam Vực. Lâm truyền tống trước, hàng tuyết bạo nhìn qua mạnh hạo, trầm giọng mở miệng, không đi, đa tạ tiền bối hảo ý, chúc tiền bối lên đường bình an. Mạnh hạo lộ ra mỉm cười, ông quyền, hướng về thân ảnh dần dần mơ hồ hàng tuyết bạo, cúi đầu, hàng tuyết bạo không nói gì, hai mắt nhắm nghiền, thân thể rất nhanh mơ hồ, trận pháp nổ vang, từng đạo truyền tống cường quan gào thét, như muốn lao ra thẳng đến bầu trời, hóa thành nhất đạo vòng tròn gợn sóng, cấp tốc khuếch tán về sau, lúc này mới biến mất, nhìn xem mọi người đi xa, mạnh hạo trầm mặt một lát, lắc đầu lúc phải tay nâng lên, hướng về trận pháp cách không nhấn một cái, nổ vang thanh âm khuếch tán, đại địa chấn động, nơi đây trận pháp từng khúc vỡ vụn, đã trở thành tro bụi, lại cũng không cách nào khôi phục, mạnh hạo xoay người qua, ngẩng đầu nhìn bốn phía sương mù, Giờ phút này nhất đạo tạp quan bay tới, anh Vũ đã rơi vào mạnh hạo trên bờ vai, sau đó da đông lạnh cũng huyễn hóa ra, biến thành một mũ lưỡi trai, đại địa cuồn cuồn, từng đám cây nhánh mây chui ra, lượng lờ tại bốn phía, mạnh hạo thân ảnh tại đây một cái chớp mắt, tràn đầy yêu dị, càng là tại thời khắc này, mạnh hạo trong túi trữ vật, truyền ra ken két thanh âm, tại tay phải hắn nâng lên vỗ phía dưới, một cái đang tại vỡ vụn nhộng bay ra, rất nhanh vỡ vụn về sau, một cái tuyết trắng tầm bỗng nhiên bay ra này tầm toàn thân tuyết trắng chỉ có ngón úp lớn nhỏ toàn thân ống ánh sáng long lanh không có hàng khí nên có một cổ hình dung không đi ra lợi hại cảm giác tại đây một cái chớp mắt kinh thiên động địa vô mục tàm mắt của nó lạnh như băng lộ ra một cổ đối với chúng sinh lạnh lùng tại phá kén mà ra một cái chớp mắt từ trong miệng của nó phát ra một tiếng vang trời động địa tầm kêu tầm im ắng có thể không mắt có tiếng này âm thanh nó cả đời đầu phát một lần, tại đây vô một tàm thanh âm truyền ra lập tức, một cuộc kinh thiên động địa, trung chuyển rồi toàn bộ mặt thổ, toàn bộ nam vực, thậm chí tây mạc, thậm chí đông thổ banh động, bỗng nhiên hù dọa, đi ra ngoài một hồi, rất mau trở về, vé tháng nơi đây cảm ơn mọi người một tháng ủng hộ, cảm ơn các ngươi, ta sẽ cố gắng ghi rất tốt, này sẽ bụng thật đói, bất quá không được bao lâu thời gian đấy, sau khi trở về, ta sẽ đi ghi chương 4 chẳng qua là đối với chương 4. Có chút chần chờ, trong đầu mạch suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại tổng không biết sửa như thế nào hạ bút, chờ suy nghĩ một chút, lại đi ghi chương 1. Rất trọng yếu chương tiết, chương 383, Vĩnh Hằng một hơi. Tầm, một loại trong thân thể không có phát âm kết cấu sinh mệnh, có thể tại đây một cái chớp mắt, tại lột xác thành làm vô mục đích nháy mắt, nó có đủ rồi này sinh, một lần duy nhất thanh âm, thanh âm này là tầm kêu tại truyền ra một cái chớp mắt mạnh hạo hai lỗ tai vù vù toàn bộ thế giới tại đây trong tích tắc dường như dừng lại vô một tầm cả đời đầu một tiếng một tiếng yên tĩnh thế giới một hơi tại đây một hơi bên trong mạnh hạo bốn phía tất cả tồn tại gió cũng tốt người cũng thế bầu trời đại địa hết thảy hết thảy tại lập tức bất động chạy trốn hơn năm tu sĩ xoáy lên bụi đất hình thành pháp thuật chấn động ngay tiếp theo phiến khu vực này bên trong tất cả liên lụy càng lớn phạm vi bao trùm toàn bộ mặt thổ đại địa tràn ngập tây mạc bao phủ nam vực quét ngang thiên hà hải truyền vào đã đến đông thổ khiến cho đông thổ thế giới bắc mạc thương địch tại đây một sát toàn bộ bất động đây là một loại tuyệt đối yên lặng dừng lại nguyên anh cũng tốt trảm linh cũng thế coi như là cái gì cường giả cũng tại tại thời khắc này tại cái này bất động ở bên trong giống như bị lượt đoạt rồi sinh mệnh một hơi thời gian loại này cướp đoạt, bọn hắn thậm chí tại rất khó phát hiện, cái này, chính là vô mục tầm xuất thế về sau, hướng lên trời đấy, thể hiện ra thuộc về sự điên cuồng của nó cùng khó có thể hình dung bá đạo, vô mục, vốn không có sinh mệnh, cho nên cần cướp đoạt, cướp đoạt trong thiên địa, hết thảy tồn tại, hết thảy sinh mệnh, hết thảy vật chất tại thời gian trôi qua trong. Thuộc về bọn hắn một hơi, cỏ cây, hung thú, phàm nhân, tu sĩ, chúng sinh, tất cả tất cả, đều ở đây vô thanh vô tức, tại này thiên địa bất động ở bên trong, đã mất đi một hơi, cái này một hơi thật rất ít, có thể như ngưng tụ toàn bộ trong trời đất hết thảy tồn tại, như vậy cái này một hơi nhiều. Đã trở thành vạn năm, toàn bộ Nam Vực, toàn bộ Tây Mạc, toàn bộ Đông Thổ, toàn bộ Bắc Mạc, không có bất kỳ tồn tại, có thể phát giác được tính mạng của mình ở bên trong, bị lược đoạt cái này một hơi, coi như là cái gì đỉnh phong, cũng cũng không có cách nào, đi phát giác được cái kia một hơi biến mất, cảm nhận được thế giới tại đây một hơi lâm vào bất động, chỉ có tiên, ngoại trừ tiên, không người có thể ra, có thể mặc dù là không phát hiện được, nhưng sinh mệnh thiếu đi một hơi, khiến cho thời gian đã xảy ra chằng chịt, tu vi càng cao, tại đây một hơi bị thương càng lớn, cái này một hơi thuộc về vô mục tầm, thuộc về mạnh hạo, nam vực đại địa, vãn sinh trong động. Tại đây bất động một hơi ở bên trong, có một cổ động trời chấn động. Một cái chớp mắt phóng lên trời, mơ hồ hóa thành một thân ảnh, thân ảnh ấy giống như do vô số khí tức tạo thành, giờ phút này tại trong trời đất, mãnh liệt mà nhìn về phía mặt thổ, vô mục tiên tầm, tây mạch đại địa, toàn bộ tây mạch rất chỗ thần bí, nơi đây một mảnh hài cốt, có thể tại vô số năm trước, nơi đây có một cái kinh thiên động địa tên, nó gọi là Đạp Tiên Kiều, hôm nay, nơi đây đã tàn phá, có thể coi là là tàn phá, nó như cũ là tây mạch tối chỗ không có một trong. Giờ phút này, tại đây mảnh vô tận phế tích ở bên trong, có một tiếng già nua thở dài, mơ hồ truyền ra, hình như có nếu không, tiên tầm suất thế sao. Có thể lại không giống, nó quá yếu, đông thổ, bắc mạc, thiên hà hải, đồng dạng tại thời khắc này, có hơi yếu khí tức truyền ra, dần dần biến mất, cùng lúc đó, tại đây bất động một hơi bên trong, một trương cực lớn gương mặt, bỗng nhiên từ kể cả thiên hà hải ở bên trong cả phiến thiên không bên trên chợt lóe lên tay mặt một chỗ trong núi rừng một cái lão giả đang ngồi ở trên núi trước mặt một trương họa màng đang vẽ lấy nơi xa sơn thủy giờ khắc này hắn cầm lấy bút vẽ tay một trận ngẩng đầu lên tiên tầm là đứa bé kia đã cùng hắn hữu duyên sẽ giúp một lần tốt rồi lão giả này lắc đầu tay phải cầm bút vẽ vung lên một mảnh mực bay ra vẫy khắp thiên địa hắn là thủy đông lưu cho đến một hơi thời gian nháy mắt mà qua về sau Đông thổ Thiên Đàm bên trên quý gia đã từng đánh với Đan Quỷ một trận lão giả, thả câu cần câu, ba một tiếng sợi tơ đã đoạn, một ngụm máu tươi phun ra, lão giả này vẻ mặt hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Thiên Hà Hải bên trên có một tòa trôi nổi hòn đảo, đảo này giờ phút này đang tại sóng biển trong phập phòng. hòn đảo bên trên cư ngụ một cái quốc gia, có núi, có bắc hải, có mây kiệt xuất huyện, có tu sĩ, nơi này là Triệu Quốc, nơi này là chỗ dựa lão tổ ở thế giới khôi phục trong tích tắc hòn đảo mãnh liệt chấn động hòn đảo bên ngoài một viên khổng lồ đầu lâu mãnh liệt từ trong mai rùa duỗi ra ngẩng đầu đang nhìn bầu trời lộ ra mờ mịt nam thiên tinh bên trên giờ khắc này như thế chi biến tại không nhiều lắm khu vực bên trong đồng thời xuất hiện mặt thổ đại địa mạnh hạo hô hấp dồn dập ngơ ngác nhìn trong tay vô mục tầm lúc trước hắn tại nuôi nấn hàng tuyết tầm lúc nhìn như như thường nhưng trên thực tế nội tâm cũng tồn tại cẩn thận dù sao ngày đó hắn đạt được phương pháp này phương thức, là ép hỏi ra, coi như là tin tức này là thực, có thể như chính thật một giả, cũng thực làm cho không người nào có thể phân biệt, cho nên mạnh hạo đáy lòng, thủy chung cẩn thận, có thể coi là là ngày đó nói cho hắn biết có quan hệ vô mục tầm sự tình mặt thổ tu sĩ, cũng đều không thể nghĩ đến, vô mục tầm ra, lại kinh người như thế, trên thực tế hắn chính thật một giả trong giả, là cái này vô mục tầm xuất hiện, cần khó có thể tưởng tượng tan đình dịp mà coi như là toàn bộ nam thiên tinh bên trên tất cả tăng đình diệp chung vào một chỗ, cũng đều không thể thỏa mãn cần. Hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mạnh hạo nơi đây càng như thế yêu nghiệt, rõ ràng thật sự lột xác ra vô mục tầm. Cái này bản là không thể nào hoàn thành sự tình, mà lại trọng điểm là, một khi hàng tuyết tầm nuốt để nhất mảnh tăng đình diệp, nếu không pháp đem nuôi nấn đổ lên trình độ nhất định, như vậy trên người của nó, sẽ bộc phát ra động trời hủy diệt, đủ để hủy diệt phương viên trăm dặm hết thảy tồn tại. Cái này cũng chính là vị kia tu sĩ bản thân ý định, nhìn hắn trong không phải trong truyền thuyết vô mục tầm, mà là loại này kinh khủng hủy diệt. Cái này tương đương với là có thể chấn nhiếp nhân tâm trí bảo. Mạnh hạo thở sâu, hắn mơ hồ đã nhận ra lúc trước vô mục tầm kinh người cử động. Giờ phút này cái này vô mục tầm tại lòng bàn tay của hắn bên trong, vẫn không nhúc nhích, nhưng lại có nồng đậm đến cực điểm sinh cơ chi lực, bị mạnh hạo cảm nhận được, cái này sinh cơ mạnh, lại để cho mạnh hạo nghĩ tới cái kia bất động một hơi cái này của sinh cơ đã vượt qua hắn đã từng gặp hết thảy sinh mệnh thậm chí đã liền máu ngao đều không thể cùng cái này vô một tầm so sánh coi như là đối mặt trảm linh cường giả tự hồ cũng xa xa không bằng cái này vô một tầm sinh cơ cái này của mãnh liệt sinh cơ ngoại nhân không cảm giác được chỉ có mạnh hạo nơi đây mới có thể rõ ràng phát hiện bởi vì hắn cùng cái này vô một tầm giữa tồn tại một cái bên cạnh người không thể chém chết liên hệ cái này liên hệ từ hàng tuyết tầm lúc liên tiếp theo hàng tuyết tầm lột xác dĩ nhiên thâm căng cố đế khắc ở rồi cái này vô một tầm sinh mệnh đúng là bởi vì loại này theo lột xác mà xuất hiện lạc ấn như cùng là lạc ấn rồi hai lần khi chặt chẽ trình độ vượt ra khỏi thường nhân suy nghĩ vượt ra khỏi thuật pháp bên ngoài có thể nói thiên hạ này đã ít có cái gì lực lượng có thể chém chết mạnh hạo cùng cái này vô một tầm ở giữa liên quan cái loại này như thế tầm thành vì mình một phần thân thể cảm giác lại để cho mạnh hạo lập tức liền cảm nhận được đến từ này tầm trên người cái loại này nồng đậm gần như kinh cũng sinh cơ cũng chỉ có như vậy sinh cơ mới có thể lượng biến về sau đã lấy được thuộc về vô mục tầm cái chủng loại kia kinh người thần thông tầm bất diệt tơ tí ti không ngừng tơ tí ti không ngừng tầm bất diệt cái này chương đã viết thật lâu cũng sửa lại nhiều lần ý đồ tìm được một loại tốt hơn hương vị một hơi cùng vĩnh hằng ở giữa dung hợp, khả năng lực có hạn, sửa lại rất nhiều, chỉ có thể đến loại trình độ này rồi. Giờ phút này mỏi mệt, cuối cùng mấy ngày nay liên tục bộc phát, mệt mỏi không phải thân thể, mà là đại não, thỉnh cho phép ta nghỉ ngơi một chút, được chứ? Chưa xong còn tiếp, chương 384, Kim Đan Kiếp. Như cùng là một cái khó giải tuần hoàng, tại nơi này tuần hoàng ở bên trong, xuất hiện loại này tương đối pháp tắc khiến cho vô mục tầm gần như bất tử bất diệt, càng làm cho nó tia, đạt đến một loại không thể bị phá hủy kỳ tích, vật ấy nghịch thiên. Mạnh hạo cảm thụ được tâm thần bên trong đối với vô mục tầm quan sát sau đạt được suy nghĩ, ánh mắt lộ ra rồi tinh mang, tim đập rộn lên, vẹt thôi đầu ủ rũ, vẻ mặt ghen ghét hâm mộ nhìn xem mạnh hạo, đáy lòng đã phát điên, nó tồn tại đặc thù, lúc trước một màn cũng có sở cảm ứng, giờ phút này ánh mắt đã rơi vào vô mục tầm bên trên sau nửa ngày về sau mới thở dài, ngủ ra như vậy anh Tuấn tiêu sái, thiên địa độc tôn, duy độc nhất vô nhị soái chim, đời này cũng không có có được qua loại này nghịch thiên kỳ vật, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi nơi đây rõ ràng đạt được. Không công bằng, thương thiên ngươi chó má, không công bằng a vẹt liên tục thở dài, mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời, vẹt. Đem trên người ta tránh đi kéo dài thiên kiếp lực lượng xóa đi, ta muốn độ kim đan kiếp. Mạnh hạo trong mắt nháy mắt lộ ra trước đó chưa từng có hào quang, tại tia sáng này bên trong, có tự tin, càng có một tia tại trên người hắn, dĩ nhiên dần dần hiển lộ ra bể nghệ, vẹt nhìn mạnh hạo liếc, cánh phát, một mảnh tạp quang trực tiếp từ trên thân thể tràn ra, lập tức bao trùm mạnh hạo toàn thân, theo tạp quang đảo qua, mạnh hạo khí tức trên thân, tại đây một cái chớp mắt mãnh liệt khuếch tán ra, hơi thở này khuếch tán, không phải tu vi chi lực, mà là một loại mạnh hạo không biết, bị vẹt che giấu đấy, giấu diếm thiên kiếp chấn động. Giờ phút này cái này chấn động một lần nữa hiển lộ, lập tức toàn bộ bầu trời nháy mắt truyền đến kinh thiên lôi minh, sấm sét chi tiếng điếc tai nhức óc, quanh quẩn bát phương, bao trùng phạm vi mấy ngàn dặm, trung chuyển đại địa, cái này lôi đình ở bên trong, tự hồ mang theo tức giận, mang theo tìm kiếm mạnh hạo thật lâu, cho đến giờ phút này rút cuộc tìm được, muốn đem hoàn toàn hủy diệt vô thượng uy nghiêm, toàn bộ bầu trời tiếng sấm vẫn còn quanh quẩn. Liền lập tức bị nạn dùng hình dung nồng đậm mây đen, nháy mắt bao trùm, tầng mây thành từng mảnh lẫn nhau va chạm, bạo phát ra càng kinh người sấm sét. Từng đạo ti chớp vặn vẹo, tại tầng mây giữa chạy, hoặc nhìn khí thế kinh người, coi như là bị vây ở trong trận pháp những tay mặt đó tu sĩ, giờ phút này cũng kinh hãi, loại này kinh hãi là đến từ tâm thần, đến từ đám bọn hắn hồn, khiến cho tất cả mọi người tại thời khắc này thân thể tại đang run rẩy, coi như là cái kia tám người nguyên anh tu sĩ, cũng thần sắc hoảng sợ. Còn có xa xa giống nhau bị sương mù bao phủ tinh túc bộ lạc áo bào trắng người, giờ phút này áo bào bên trong gương mặt bỗng nhiên đại biến, cái này là thiên kiếp, lại để cho kim quan giáo tu sĩ tản ra, rời khỏi ba nghìn dặm bên ngoài. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn trời không, nhìn qua giờ phút này kiếp vân giăng đầy thương khung, nhìn xem cái kia vô số chạy ngân xà ti chết bên tai nghe giống như liên tiếp cùng một chỗ anh tiếng sét đánh, nhàn nhạt mở miệng, còn các ngươi nửa mấy cái, cũng rời khỏi ba nghìn dặm bên ngoài, kiếp nạn này. Không cần các ngươi lại tương trợ, đây là của ta kim đang kiếp. Mạnh hạo tay áo hất lên, vẹt chần chừ một chút về sau, lập tức bay lên. Bị đóng ở một bên rất nghiêm túc nhìn qua mạnh hạo, hy vọng ngươi không nên bị đánh chết. Nói cách khác, này thiên địa lúc giữa tự ít đi rồi một cái tên tà ác, bất quá ngươi yên tâm, ngươi muốn thực bị đánh chết rồi, không cần lo lắng lão phu hội thương tâm, lão phu. Hắn trầm giọng mở miệng, một bộ lão khí hoành thu bộ dạng, mang theo nhìn có chút hả hê, đang phải ly khai lúc, đột nhiên một bị mạnh hảo bắt lấy, làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Đi đóng nổi giận, trống to, ngươi không thể đi. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng thời gian. Chung quanh hắn nhánh mây dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đào đất, nháy mắt không thấy bóng dáng vẹt chỗ đó trừng mắt nhìn tốc độ cực nhanh một cái chớp mắt chính là ngàn dặm bên ngoài cùng lúc đó bốn phía trong sương mù kim quan giáo tu sĩ giờ phút này tại vẹt truyền nhận thức xuống nhao nhao tản ra chạy trốn trong thẳng đến mấy ngàn dặm bên ngoài mà đi khiến cho mạnh hạo bốn phía đến từ tay mặt những tu sĩ kia miên một đám nhao nhao tâm thần chấn động từ trong sương mù bị thả ra hầu như chính là bốn phía những thứ này tay mặt tu sĩ toàn bộ tại chứng kiến mạnh hạo lập tức nhất đạo động trời nổ vang từ phía trên không bỗng nhiên truyền ra, cái này nổ vang thanh âm cường hãn chỉ là thanh âm, liền trực tiếp lại để cho đại địa suýt nửa tan vỡ, lại để cho những tây mạc đó tu sĩ trong, gần như ba thành, phun ra máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết, hai lỗ tai trực tiếp bị chấn biết, cùng lúc đó, nhất đạo màu đỏ ti chớp từ phía trên không, thẳng đến mạnh hạo nơi đây oanh oanh mà đến, như muốn đem sinh sôi đánh chết, càng là tại phủ xuống trong quá trình, hấp dẫn càng nhiều nữa tia chớp ngưng tụ cuối cùng rơi xuống lúc chừng đùi giống như kích thước quanh hướng mạnh hạo tại đây tia chớp rơi xuống nháy mắt mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên tốc độ cực nhanh hầu như cùng tia chớp đồng thời tiến hành đem bị đống dơ lên cao cao nổ vang lúc giữa bị đống phát ra kêu thảm thiết thân thể trực tiếp đen mạnh hạo thân thể run rẩy đại lượng màu đỏ tia chớp theo tay phải của hắn lan tràn toàn thân lại theo hai chân của hắn tản ra đại địa khiến cho chung quanh hắn phạm vi trong vòng trăm trượng, trực tiếp đã trở thành màu đỏ lôi trì, cái này là thiên kiếp. Lại đến, mạnh hạo mãnh liệt ngẩng đầu, phát ra cười dài, tại tiếng cười kia ở bên trong, đầu hắn phát tán mở, thần sắc tràn đầy bể nghệ, nhìn lên trời cười to, chết tiệt, hắn ở đây độ kiếp, hắn rõ ràng tại độ kiếp. Tại mạnh hạo phụ cận những tay mặt đó tu sĩ, nguyên một đám thần sắc đại biến, giờ phút này không chút do dự cấp tốc lui về phía sau, bọn hắn da đầu rung lên, giờ phút này trong ốc duy nhất ý niệm trong đầu, chính là muốn ly khai nơi đây, có thể còn có một chút người, thì là trong mắt sát cơ lóe lên, lại thẳng đến mạnh hạo mà đến, giết ngươi, sẽ không có thiên kiếp. Những người này trong ốc hiển hiện cái này của ý thức về sau, tốc độ nhanh hơn, triển khai thuật pháp, quanh kích mạnh hạo, ngây thơ. Mạnh hạo cười lạnh, nhìn cũng không nhìn tiếng đến chi nhân, tại những người này tới gần mạnh hạo một cái chớp mắt, bỗng nhiên đấy, bầu trời truyền ra càng kinh người nổ vang, lại một đạo thiểm điện mãnh liệt hàng lâm. Lúc này đây, Mạnh Hạo thậm chí đều không có dơ lên bì đống, bởi vì này đạo thiểm điện tại Mạnh Hạo phía trên trăm trượng, trực tiếp phân tán ra, hóa thành hơn 10 nói, như là cơn giông, hàng lâm tại tất cả tới gần Mạnh Hạo tây mặt tu sĩ trên người, nổ vang ngập trời, đang giúp ta gãi ngứa ngứa sao. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, thiên kiếp luôn luôn xuất hiện, Mạnh Hạo sớm được xét đánh da dày thịt béo, một đạo thiên kiếp có thể bổ chết một người Tây Mạc Kết đang tu sĩ, nhưng lại không bổ tổn thương Mạnh Hạo, đây là thói quen đã trải qua thường nhân không tưởng tượng nổi thiên kiếp về sau, Mạnh Hạo thân thể đối với lôi điện đã có rất mạnh thích ứng, mà hôm nay cái này đạo thiên kiếp bị phân tán hơn 10 phần về sau, đối với Mạnh Hạo mà nói đích thật là như gãi ngứa ngứa bình thường, rơi vào trên người lúc, thậm chí còn sẽ hiện ra một cổ tê dại cảm giác, cảm giác này rất thoải mái có thể chung quanh hắn cái kia hơn mười muốn giết chết mạnh hạo tây mặt tu sĩ, nhưng là toàn bộ tại đây nổ vang ở bên trong, thân thể trực tiếp đã trở thành cháy đen, hết thảy thuật pháp, hết thảy pháp bảo, đều ở đây dưới thiên kiếp, dễ như trở bàn tay, theo vô số cổ cháy xém thi thể ngã xuống, theo mạnh hạo đích thoại ngữ quanh quẩn, bốn phía mặt khác tây mặt tu sĩ, toàn bộ đều bị một màn này triệt để rung động, hít vào khẩu khí, đã liền cái kia tám người nguyên anh tu sĩ, cũng hai mắt mãnh liệt co rút lại đứng lên, hắn hay vẫn là người sao, chết tiệt, rõ ràng ở trên trời kiếp trong hưởng thụ, gia hỏa này là một cái yêu nghiệt. Bốn phía tu sĩ xôn xao ở bên trong, càng nhiều nửa người bắt đầu hướng ra phía ngoài cấp tốc bỏ chạy, muốn rời khỏi cái mảnh này thiên kiếp phạm vi, bọn hắn nhìn ra, phương này tròn mấy ngàn dặm, đầu phải ly khai, tự cũng không bị thiên kiếp hấp dẫn, kim quan giáo giáo chúng, ba nghìn dặm bên ngoài, trận pháp vần quanh, cho ta vây nơi đây, không cho đi một mình ra nơi đây nửa bước. Mạnh hạo thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn, thanh âm này trong lộ ra lạnh lùng, càng có hàng ý sát cơ. Những người này, nếu như đã đến, mạnh hạo không có ý định để cho bọn họ đi. Kết đan cũng tốt, Nguyên Anh cũng thế, còn có thần bí kia tinh túc bộ lạc áo bào trắng người, bọn hắn, là mạnh hạo vì chính mình chuẩn bị, độ kiếp trong tốt nhất chia sẻ, tôn lão tổ pháp chỉ. Hơn 5.000 người thanh âm ngay ngắn hướng truyền ra, hóa thành âm sóng, như muốn cùng bầu trời sấm sét tranh nhau phát sáng, quanh quẩn bát phương lúc, ba nghìn dặm bên ngoài, cái này hơn năm nghìn kim quan giáo tu sĩ, đã bắt đầu chạy trốn, theo của bọn hắn chạy trốn, sương mù ngập trời, vù vù vòng qua vòng lại, lúc trước thường thường có người hỏi ta, có dám hay không một trận chiến, hôm nay mạnh mổ cũng tới hỏi ngươi đợi, có ai? Dám đánh với mạnh mổ một trận? Mạnh hạo tay áo hất lên, thanh âm truyền ra lúc, thân thể về phía trước mãnh liệt lao ra, thẳng đến người ở đây nhiều người bày mà đi, ngay tại hắn lao ra lập tức, bầu trời nổ vang, như thiên uy giống như nộ lôi đột nhiên truyền ra, nhất đạo càng thêm vừa thô vừa to màu đỏ tia chớp, quanh long long rơi xuống, có thể tại rơi xuống nháy mắt, Mạnh Hạo đã tới gần một đám hơn 10 người tu sĩ trong, những tu sĩ này nguyên một đám thần sắc đại biến, đáy lòng chửi bới nếu là có thời gian hô lên, nhất định mắng bên trên 3 ngày ba đêm, nổ vang thanh âm chấn động đại địa, cái này đạo thiên kiếp trực tiếp phân tán ra rơi vào mỗi người trên người, nổ vang qua đi. mạnh hạo bốn phía nhiều hơn hơn mười cổ thi thể, thân thể của hắn chấn động, hình cung tia chớp theo hai chân lan tràn đại địa, tầm hơn mười trượng bên trong xuất hiện lần nữa rồi lôi hải lúc, mạnh hạo tiếng cười, lần nữa truyền ra, các ngươi, ai dám đánh với ta một trận? mạnh hạo lần nữa lao ra, chết tiệt, đó là một ngôi sao tai họa, ngươi đừng tới đây, a, à, ngươi đừng tới đây, nổ vang lại vang lên, mạnh hạo những nơi đi qua thiên lôi oanh oanh, tất cả tới gần hắn trăm trượng ở trong, toàn bộ tại đã trở thành trợ giúp mạnh hạo độ kiếp phẩm đức vô tư bạn tốt, nhưng lại tại cái này một đạo thiên kiếp hàng lâm, bị tản ra ra, bốn phía hơn mười người bị trực tiếp đánh chết nháy mắt, cái kia tám người nguyên anh lão giả hai mắt mảnh liệt sát cơ lóe lên, từ tám cái phương hướng bất đồng, bởi vậy mà dưới thiên kiếp khí tức loạn, không thể thuấn di, cho nên triển khai riêng phần mình tốc độ nhanh nhất, thẳng đến mạnh hạo mà đi. Cho dù không thể thuấn di, có thể tốc độ của bọn hắn như trước tựa như ti chớp, lập tức xuất hiện ở mạnh hạo bốn phía, tám người liên hợp ra tay, thẳng đến mạnh hạo một kích toàn lực, đi tìm chết. Tám người đối với mạnh hạo hận thấu xương, vốn là bị nhốt, giờ phút này lại bị xét đánh, mà lại đây hết thảy đều là chính là kết đang tu vi đối phương tạo thành, giờ phút này bọn hắn hận không thể lập tức đem mạnh hạo sinh sôi xé mở, lại để cho hắn hiểu được, tại cái gì dưới tình huống, kết đang tại nguyên anh trước mặt, chính là con sâu cái kiến, không thể. Xa xa tinh túc bộ lạc áo bào trắng người, thấy như vậy một màn đằng sau màu sắc đại biến, lập tức truyền xuất ra thanh âm, có thể nhưng vẫn là đã chậm, mạnh hạo mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, không nhìn tới bốn phía tám người, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thiên uy là cái gì? Hôm nay là phó bản chủ vương bình sinh nhật, chúc vương bình sâu sắc sinh nhật vui vẻ cũng chúc tất cả phong thiên huynh đệ tỷ muội các ngươi vui vui sướng sướng, hôm qua đã qua. Phong thiên hội vào ngày mai, buổi sáng có vị thư hữu nói cho ta biết, nói bên tai, đứng lên, như vậy mới có thể triệt, ta vừa rồi mới nhìn đến, trực tiếp phun ra một cái đánh răng nước. Thật là tà ác, ta tính cách ngại ngùng, cũng rất tò mò, hắn nói ý gì, không hiểu a, à, không hiểu ra sao, không rõ cảm giác lệ, chương 385, lại đến. Nổ vang ngập trời, tám người nguyên anh lão giả thần thông, ngay ngắn hướng đã rơi vào mạnh hạo trên người, tám người này thần sắc dữ tợn, sát niệm cực kỳ mãnh liệt, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đạt được, tiếp theo hơi thở, mạnh hạo thân thể sẽ yếu ớt như là đồ sứ bình thường, trực tiếp nát bấy, chi năm sẽ bảy, mà ngay sau đó, trận này thiên kiếp cũng sẽ tiêu tán, trận này trò khôi hài cũng sẽ chấm dứt, phải không có thể xúc phạm, không thể mạo phạm, không thể áp đảo thần phía trên, thần muốn hàng lâm thiên kiếp diệt ta, các ngươi có thân phận gì, có tư cách gì, đoạt tại thần phía trước, tới giết ta. Mạnh hạo ánh mắt từ phía trên không dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bốn phía tám người, cười ngạo nghễ, nụ cười này phía dưới, cái này tám người nguyên anh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, rơi vào mạnh hạo trên người tất cả thần thông thuật pháp, lại tại đây một cái chớp mắt, như đá ngư nhập hải, không có phản ứng chút nào, cùng lúc đó, một cổ mãnh liệt không cách nào hình dung nguy cơ, lập tức hàng lâm, bầu trời lôi đình tại đây một cái chớp mắt, vượt ra khỏi lúc trước gấp mấy lần mãnh liệt nổ vang lúc giữa, nhất đạo độ thô hơn một trượng kích thước lôi đình, như một đạo cột sáng, từ phía trên không trực tiếp quanh đến, chia làm phần, thẳng đến mọi người mà đến, mạnh hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, bị đóng phát ra thét lên lúc, bốn phía cái kia tám người nguyên anh tu sĩ da đầu rung lên, mạnh hạo dáng tươi cười như đã trở thành bọn hắn sinh mệnh ác mộng, giờ phút này cấp tốc lui về phía sau lúc, thiên kiếp nổ vang mà đến, mặc cho tám người này như thế nào né tránh, như thế nào tránh đi, cũng vẫn còn là trong chốc lát, đã bị lôi đình trực tiếp xét đánh, nổ vang, tám người này phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mang theo hoảng sợ, cấp tốc rút lui, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, đã mang theo trước đó chưa từng có sợ hãi, loại ánh mắt này, tại nguyên anh tu sĩ đang nhìn hướng kết đang tiểu bối lúc xuất hiện, cực kỳ hiếm thấy, sách cổ ghi chép, người độ kiếp là thiên địa không rõ sinh mệnh. Lôi kiếp, vạn dặm ở trong đều tan thành mây khói, người này kiếp tuy nói đầu có mấy ngàn trong vẫn như trước phải không tường sinh mệnh tới gần người này kẻ bên cạnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ mà người này lại không thể chết bị người giết chết thiên uy khó dò có kia chí cao vô thượng tôn nghiêm thần muốn tiêu diệt giết tới người làm sao có thể cho phép người bên ngoài tương trợ ở thời điểm này muốn giết người này chẳng khác gì là cùng thiên uy là địch cho dù chết tại lôi kiếp thân thể của hắn cuối cùng bị đánh cái chết trong nháy mắt sẽ xuất hiện lôi bạo. Dựa theo sách cổ ghi chép, lôi bạo xuất hiện, độ kiếp trong phạm vi, hết thảy trở thành hư vô. Tinh túc bộ lạc áo bào trắng mặt người màu sắc cực kỳ khó coi, cao mày, một cổ sinh tử nguy cơ lại để cho đầu hắn da rung lên. Duy nhất sinh cơ là để cho người này thành công độ kiếp, là ở hắn độ kiếp quá trình, không cho lôi đình nhiễm bản thân, bởi vì nhất đạo có một đạo lôi đình lây dính thân thể, cho dù là không bị đánh chết cũng bị vẽ ra rồi nhân quả, cái này nhân quả, là lôi kiếp không chết không thôi. Cái kia tám người nguyên anh tu sĩ, bọn hắn chết chắc rồi. Áo bào trắng mặt người màu sắc âm trầm, thân cấp tốc lui về phía sau, thiên kiếp nổ vang, lại một đạo thiểm điện gào thét mà đến, rơi vào mạnh hạo trên người lúc, bị mạnh hạo dơ lên bị đóng đến ngăn cản, càng là phân tán ra, khiến cho chung quanh hắn lại một chút ít tu sĩ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, các loại nguyền rủa chửi bới thanh âm, tại đây một cái chớp mắt như muốn vượt qua thiên lôi. Mạnh hạo không thèm để ý, điểm này hắn là từ năm đó chỗ dựa lão tổ chỗ đó học được, tại người khác bị lừa được về sau, ra khỏi miệng phản kích thời gian. Chính mình bảo trì bình tĩnh, đây là một loại cảnh giới, hôm nay mạnh hạo, tại đã trải qua phần đông lừa người sự tình về sau, sớm đã đem bổn sự này tu luyện đạt tới đỉnh cao, giờ phút này tốc độ cực nhanh, mang theo không ngừng rơi xuống lôi đình, phóng tới nơi đây trong 3.000 dặm, tất cả tu sĩ chỗ, sở qua đấy, lôi trì khuếch tán, thê thảm chửi bới vòng qua vòng lại, lưu lại khắp nơi tiêu thi thể. Đối với ở nơi này tu sĩ mà nói, đây là một trường giết chóc, một cuộc mọi người không có chút nào lực phản kích giết chóc, đánh không thể đánh, chạy lời nói. Bọn hắn bi ai phát hiện, gia hỏa này tốc độ, dù là bị xét đánh, tại rõ ràng nhanh như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, trận này thiên kiếp không ngừng mà hàng lâm xuống. Mạnh hạo đã gài bẫy rồi nơi đây hầu như tất cả tu sĩ, giờ phút này chỉ còn lại có gần trăm người, sớm đã phân tán ra, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, đầu muốn nhìn thấy mạnh hạo có hướng chính mình trong tiến đến xu thế, liền lập tức không chút do dự mà liều mạng bỏ chạy, sợ mạnh hạo tới gần, có thể. Tại đây không ngừng mà lôi đình oanh oanh xuống, tổng vẫn có người không thể tránh đi, nhất là lúc trước ra tay với mạnh hạo tu sĩ, cũng ở vào thiên kiếp trong phạm vi, coi như là mạnh hạo không tiếp gần, cũng sẽ có ti chấp oanh oanh mà đến. Ví dụ như cái kia tám người nguyên anh tu sĩ, liền thê thảm phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào tránh đi, mỗi khi mạnh hạo chỗ đó có thiên kiếp rơi xuống lúc, bọn hắn tám người nhất định cũng sẽ đỉnh đầu xét, mỗi một đạo lôi, tại ẩn chứa cường đại chi lực, mặc dù bọn họ nguyên anh tu sĩ, có thể tại đây dạng lôi đình xuống, một khi hơn nhiều, hay vẫn là sẽ không pháp thừa nhận, chết tiệt, giết thiên đao đấy. Gia hỏa này thật sự quá âm hiểm, chính hắn đổ kiếp cũng thì thôi, chúng ta nhiều người vô tội, ta muốn giết hắn, muốn giết hắn, lần này nếu không chết, ta thề cái này bối hắn chính là ta lớn nhất cừu gia. Bốn phía gần trăm người gào rú không ngừng, lôi đình nổ vang, một đạo thiểm điện xét đánh hướng mạnh hạo lúc, bốn phía cái này gần trăm người, đồng dạng có tia chớp oanh oanh rơi xuống, mạnh hạo vội ho một tiếng, buông xuống bị đóng, bị đóng lúc này bụng lão đại, nó gào thét nhìn qua mạnh hạo. Ngươi không đạo đức, ngươi quá tà ác, oanh, a a a, ngươi cái này tên tà ác, oanh, bỏ qua cho ta đi, chủ nhân, ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất chủ nhân, tha tiểu nhân a, à, ta no rồi, thật sự no rồi, không thể ăn nữa rồi, nhìn xem bị đóng đáng thương biểu lộ, mạnh hạo tại đem dơ lên lại vượt qua ở một đạo thiểm điện về sau, vung lên phía dưới, bị đóng trực tiếp hóa thành nhất đạo cầu vòng, thẳng đến xa xa sương mù liều mạng chạy trốn, chết tiệt mạnh hạo ngươi cho lão phu chờ, ngươi cái này tà ác, không đạo đức gia hỏa, lão phu cái này bối muốn độ hóa ngươi. Bị đống trống to, càng phát ra cảm thấy ủy khuất, đang mắng, chửi lúc, mạnh hạo chỗ đó truyền đến một câu, nếu như không có ngoài ý muốn, ta nghĩ nguyên anh thời điểm, ta chỗ này còn sẽ có lôi kiếp, bị đống thân mãnh liệt trung trung thoáng một phát, trên mặt lập tức biểu lộ lộ ra nịnh nọt, vỡ không đề cập tới chuyện lúc trước, tranh thủ thời gian nhảy vào trong sương mù, hắn đối với mạnh hạo, xem như sợ triệt để sợ nó lo lắng cho mình như lại đối kháng sớm muộn gì sẽ bị bội thực mà chết giờ phút này ba nghìn dặm trong phạm vi mạnh hạo thả mắt nhìn đi đã nhìn không tới rồi những người khác hôm nay còn thừa lại gần trăm người sớm đã tản ra riêng phần mình ẩn núp bất quá mạnh hạo tìm không thấy bọn hắn không có nghĩa là thiên kiếp tìm không thấy bọn hắn mạnh hạo thở sâu đã đến giờ phút này thần sắc của hắn bên trên mới xuất hiện rồi ngưng trọng đã bắt đầu chính thức độ kiếp bởi vì giờ phút này thiên kiếp đã không còn là màu đỏ mà là nhiều hơn một loại màu sắc kỳ danh là huyền kia màu sắc là hắc huyền hắc chi lôi nhất đạo lôi hai trọng diệt nổ vang mà đến lúc mạnh hạo thấy được tại đây đỏ thẫm ở trong giao thoa ra hủy diệt chi lực tại đây lôi đình rơi xuống nháy mắt tay phải của hắn bỗng nhiên nâng lên lý gia lão tổ trực tiếp bị mạnh hạo lấy ra nổ vang quanh quẩn lý gia lão tổ kêu thảm thiết truyền ra có thể hồn thể chẳng qua là vạn vẹo nhưng không có tiêu tán, hắn hồn tại mạnh hạo không ngừng dùng lôi đình thích ứng xuống, không nói là hoàn toàn đã trở thành lôi hồn, nhưng là có hơn phân nửa cải biến, giết thiên đao mạnh hạo, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lý gia lão tổ gào thét động trời, càng có bi ai, cái này hơn nửa năm đến với hắn mà nói, là một loại cái này bối chưa từng có ra tấn cùng thống khổ, hắn xuất thân cao quý, về tới lý gia chính là lão tổ, có thể hết lần này tới lần khác tại mạnh hạo nơi đây, chịu đủ tra tấn, giờ phút này đau buồn từ tâm, đang chửi bới lúc, thân thể lại bị dơ lên, lôi đình nổ vang lúc giữa, hắn kêu thảm thiết càng thêm thê lương, thậm chí tại hắn cảm giác, đối mặt bị đóng tại so với đối mặt mạnh hạo muốn tốt rất nhiều, tại đáy lòng của hắn nguyên bản bị đóng là thế gian lớn nhất ác mộng, nhưng hôm nay cái này cảm giác sớm đã cải biến, bị đóng tại biến thành đáng yêu, lớn nhất ác mộng, đã trở thành mạnh hạo, nổ vang không ngừng. Từng đạo thiên kiếp chi lôi không ngừng mà rơi xuống, coi như là có lý do lão tổ tại coi như là mạnh hạo thân thể nhìn trời kiếp đã có thích ứng thế nhưng vẫn còn có chút không chịu nổi thân thể của hắn run rẩy chung quanh hắn đại địa sớm đã tan vỡ giờ phút này tại đã trở thành tinh thể như là thủy tinh bình thường chẳng qua là màu sắc đỏ thẫm thoạt nhìn có chút dữ tận đáng sợ tại đây dạng mặt đất đôi đình rơi xuống về sau sẽ bắn ngược trở về đối với mạnh hạo tổn thương thêm nữa cho nên hắn muốn không ngừng mà biến hóa vị trí hắn nơi đây tại cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn liền lại càng không cần phải nói cái này trong ba ngàn dặm bị lôi kéo cùng hắn cùng một chỗ độ kiếp gần trăm người rồi theo từng đạo lôi đình rơi xuống khi thì sẽ có kêu thảm thiết truyền ra ngàn dặm bên ngoài một cái năm tu sĩ phun ra máu tươi trên thân thể đồ đằng toàn bộ nát bấy bị nhất đạo lôi đình tươi sống đánh chết hắn một mực thừa nhận lấy giờ phút này trước cuộc không cách nào đi tiếp tục trợ giúp mạnh hạo hoàn thành sứ mạng của mình trực tiếp bị đánh chết rồi. Theo tử vong của hắn, bầu trời rơi xuống lôi kiếp, quy lực càng lớn một ít, 500 dặm bên ngoài, ba cái tay mặt tu sĩ lẫn nhau khoanh chân ngồi xuống, lẫn nhau triển khai toàn lực, đỉnh đầu của bọn hắn có từng tầng một màn sáng, càng có hơn 10 pháp bảo chèo chống, còn có cái đồ đằng hư ảnh tồn tại, chống cự một lần lại một lần thiên kiếp, lần này khắc, theo liên tục ba đạo đỏ thẩm thiên kiếp rơi xuống, bọn họ phòng hộ màn sáng ngay ngắn hướng vỡ vụn mấy chục kiện pháp bảo toàn bộ nát bấy, cái đồ đằng trực tiếp bị thiên kiếp xé rách, ba người bọn họ, toàn thân chấn động, liền máu tươi cũng không kịp phun ra, trực tiếp trở thành tro bụi, hai nghìn dặm bên ngoài, còn có một tay mặt tu sĩ, hắn trốn vào đã đến lòng đất, phía trên vần quanh rồi mấy nghìn cái đầu lâu, ý đồ đi che giấu, lúc trước thật sự là hắn là làm được, nhưng hôm nay, ở đằng kia từng đạo đỏ thẩm ti chấp xuống, tất cả đầu lâu toàn bộ bị phá hủy. Đại địa trực tiếp đã trở thành băng tinh về sau, hắn trong lòng đất thân thể cũng đã trở thành băng tinh một bộ phận, một nén nhang về sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, hắn tóc tai bù xù, thân thể xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, buồn cười âm thanh liều lĩnh, như trước không giảm chút nào, bốn phía gần trăm cùng Mạnh Hạo cùng một chỗ người đổ kiếp, giờ phút này chỉ còn lại có không đến 20 người vẫn còn kiên trì, mặt khác toàn bộ đều bị đánh chết, hai nén hương về sau Mạnh Hạo thân thể oanh một tiếng, Lý gia lão tổ đã hấp hối, hoàn thành sứ mạng của hắn, bị Mạnh Hạo thu hồi, lúc này đây lôi kiếp, Mạnh Hạo tại thừa nhận về sau, toàn thân của hắn như muốn tan vỡ, có thể ngay sau đó hai cái đồng tử bên trong tử khí xuất hiện, thân thể của hắn đã bắt đầu rất nhanh khôi phục, lại đến. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, cao tiếng cười dài, tiếng cười thê lương, mang theo một cổ quyết tâm, càng mang theo một cổ điên cuồng tiếng cười kia truyền vào bốn phía chạy trốn hơn 5.000 kim quan giáo tu sĩ tai, hóa thành vô cùng thê thảm, chương 386, vũ sắc thiên kiếp, tu vi phá. Vẹt ngơ ngác nhìn thiên kiếp trong mạnh hạo, giờ phút này tại phương hướng của nó nhìn lại, phương này tròn trong 3.000 dặm, đại địa băng tinh, bầu trời mây đen trầm xuống, lôi đình như mưa, kinh thiên động địa, mạnh hạo tại đây lôi đình trung tâm, cái kia ngửa mặt lên trời cười to vô cùng thê thảm, lại để cho vẹt hô hấp dồn dập thoáng một phát, nó tựa hồ nghĩ tới trong trí nhớ một thân ảnh, giống nhau tại lôi kiếp xuống, giống nhau tại cười to, bất đồng chính là, mạnh hạo tại đại địa, cái kia trí nhớ thân ảnh, là ở không trung, giống bị mạnh hạo tiếng cười tức giận, bầu trời mây đen lần nữa cuồn cuộn xuất hiện xích cùng huyền bên ngoài, loại thứ ba màu sắc, màu xanh, thanh lôi động trời, xen lẫn xích cùng huyền, ba màu lôi đình thẳng đến mạnh hạo, bốn phía càng có gần 20 đạo lôi đình, phân đừng giảm bớt, cái kia tám người nguyên anh lão giả đã đã mất đi chửi bới khí lực, giờ phút này liều mạng tất cả đi chống cự, nổ vang ở bên trong, mạnh hạo vẫn còn cười to, thân thể của hắn bên ngoài có một đạo màu trắng tơ mỏng bay múa, lôi đình cũng không cách nào anh đoạn cái này tơ mỏng nửa điểm, có thể. Cái này bốn phía trong ba ngàn dặm tu sĩ, tại đây ba màu lôi đình một kích phía dưới, ngoại trừ tám vị nguyên anh lão giả bên ngoài cũng chỉ còn lại có rồi tinh túc bộ lạc áo bào trắng người tu sĩ khác, kiên trì tới hôm nay, toàn bộ tử vong. Áo bào trắng nhân tâm ngọ nguồn hoảng sợ, hắn đã rất cẩn thận rồi, có thể cuối cùng vẫn còn bị lây dính nhân quả, kéo vào rồi độ kiếp bên trong, trong mắt của hắn lộ ra oán độc, có thể lại không có chút nào biện pháp, chết tiệt, thế nào lại là ba màu thiên kiếp, người này đến cùng như thế nào xúc phạm rồi thương thiên, rõ ràng hàng lâm loại này trong truyền thuyết lôi kiếp, nổ vang tái khởi, ba màu lôi kiếp lại một lần hàng lâm, mạnh hạo toàn thân chấn động, chung quanh hắn vô một tầm tơ cấp tốc cuốn quanh, vô một tầm. Cả đời đầu nôn một tia. Này tơ không ngừng, căng này tơ. Có thể dài chừng ngắn, giờ phút này cuốn quanh tại mạnh hạo bốn phía, từng tầng một vung vẩy, cùng ngày đó trống không lôi đình trực tiếp đụng chạm, nổ mạnh ngập trời. Cái này ba màu lôi đình như bị tơ tầm phân cách, quanh không ngừng tơ tầm, nhưng ảnh hưởng chi lực, như cũ là toàn bộ đã rơi vào mạnh hạo trên người. Mạnh hạo há miệng phun ra máu tươi, thân thể của hắn bên ngoài vô số thiểm điện chạy, rơi xuống mặt đất lúc, lại bị Mạnh Hạo bắn ngược trở về, khiến cho Mạnh Hạo hai chân ken két phía dưới, lộ ra xương cốt. Mạnh Hạo trước mắt có chút lờ mờ, trong miệng tràn đầy máu tươi, có thể lại lần nữa nở nụ cười, trong tiếng cười, hắn cố chấp hai mắt lộ ra tử mang. Tại con mắt màu tím thuật xuống, dùng thọ nguyên đổi lấy thân thể khôi phục. Trong chớp mắt, liền khôi phục lại, ba nghìn dặm trong phạm vi, hắn đã tìm không ra có hay không kết tinh chi địa tại đây dạng trên mặt đất hắn thừa nhận tổn thương càng lớn nếu như thế dứt khoát trực tiếp bay lên ở giữa không trung cử động như vậy lập tức lại để cho vẹt mở to mắt trong khoảng thời gian ngắn nó tựa hồ có chút phân biệt không rõ người trước mắt cùng trong trí nhớ cái kia khó quên thân ảnh ở giữa khác nhau đây là của ta kim đăng kiếp ta muốn kiên trì đến cuối cùng không hề đi tránh né không hề đi kính sợ bởi vì tu sĩ trong nội tâm một khi tồn tại kính sợ chi ý, tức thì ta còn tu cái gì đại đạo, tu cái gì tự tin, trúc cơ lúc, ta tránh được, kết đăng lúc, ta chần chờ, giờ phút này. Ta quyết không có thể lui về sau nữa. Mạnh hạo đáy lòng, có tiếng âm đang gầm thét, đây là thanh âm của hắn, đây là hắn khát vọng trở thành cường giả quyết tâm, kiếp nạn này qua đi, ta càng mạnh hơn nữa. Mạnh hạo ngửa mặt lên trời một trống, thân thể ở giữa không trung, một đầu tóc đen cuồng vũ thân hình cao ngất oai hùng vạn trượng tại chung quanh hắn vô một tầm tơ bay múa vần quanh này tơ thiên hạ không thể đoạn hầu như tại mạnh hạo cái này một trống lập tức lại một đạo ba màu thiểm điện ầm ầm rơi xuống thẳng đến mạnh hạo tiến đến mạnh hạo cười to ánh mắt lộ ra cố chấp tay phải nâng lên lại trực tiếp một quyền oanh từ trước đến nay lâm thiên kiếp đây là hắn lần thứ nhất đi phản kháng loại này phản kháng nhìn như đơn giản có thể tại cái thiên kiếp này xuống mọi người phần lớn là đi muốn như thế nào độ, như thế nào tránh, có thể bay lên ý phản kháng, muốn đi hủy diệt thiên kiếp quyết tâm người, hiếm thấy, hầu như tại Mạnh Hạo một quyền này oanh ra nháy mắt, bên trong thân thể của hắn hình như có tầng một cách ngăn, bị trực tiếp giải khai, ý tùy tâm động, tu tại một thân, giờ khắc này, tại Mạnh Hạo bay lên phản kích ý niệm trong đầu, giao so với hành động nháy mắt, tu vi của hắn trực tiếp bộc phát, không còn là kim đan trung kỳ, mà là bỗng nhiên đột phá Bước chân vào Kim Đan Hậu Kỳ, cho dù không phải đỉnh phong, là vừa vặn bước vào Kim Đan Hậu Kỳ, nhưng loại này bởi vì ý thức hình thành đột nhiên đột phá, nhưng là tại đây một cái chớp mắt, trung chuyển bát phương, toàn thân của hắn Kim Quang vạn trượng, cặp mắt của hắn cũng lộ ra chói mắt kim mang, Mạnh Hạo không chút do dự lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, cầm trong tay nháy mắt, linh thạch này bên trong linh khí, một cái chớp mắt đã bị Mạnh Hạo toàn bộ hấp thu, theo linh thạch tan vỡ thành tro. Mạnh hạo ngửa mặt lên trời một trống, mượn đột phá tu vi, mượn cực phẩm linh thạch chi lực, mượn chính mình tay phải quái lực, tại đây một cái chớp mắt, phóng tới thiên kiếp, nổ vang quanh quẩn, mạnh hạo phun ra máu tươi, thân thể ở giữa không trung mãnh liệt trầm xuống, thiên kiếp nổ vang, nhất đạo, hai đạo, ba đạo, cho đến năm đạo lôi kiếp, ngay ngắn hướng rơi xuống, thẳng đến mạnh hạo mà đến, tơ tầm cấp tốc vần quanh, mạnh hạo trong mắt tử khí ngập trời, tại đây lôi kiếp tổn thương ở bên trong không ngừng mà đi khôi phục thân thể thương thế nổ vang chống cự lúc ba nghìn dặm trong phạm vi cái kia tám người nguyên anh lão giả lập tức có ba người toàn thân chấn động máu tươi không cách nào phun ra trực tiếp bị lôi đình oanh diệt bọn hắn không có có thể chống cự thiên kiếp pháp bảo không có đối với chống đỡ thiên kiếp trải qua không có loại này cố chấp quyết tâm chỉ có một con đường chết đã liền nguyên anh cũng đều không thể chạy ra tại cái thiên kiếp này xuống trực tiếp nát bấy mạnh hạo toàn thân kịch chấn, hầu như mỗi một tấc làn da tại tuôn ra rồi máu tươi, thẳng đến đại địa rơi xuống, nhưng rất nhanh, tại con mắt màu tím thuật xuống, tại đại lượng đang dược nuốt vào ở bên trong, hắn như có đủ rồi bất tử chi thân, tại ở gần mặt đất gần như ba trượng không trung, hắn mãnh liệt dừng lại, khàng khàng tiếng cười lần nữa động trời, đúng lúc này, bầu trời tối sầm lại, từng đạo thiểm điện gào thét mà đến, tổng cộng 10 đạo, đại biểu thiên kiếp vô thượng uy nghiêm, nháy mắt mà rơi, Thẳng đến mạnh hạo, tại đây 10 đạo thiểm điện rơi xuống lúc, toàn bộ bầu trời giống như đã trở thành hỗn độn, hóa thành một cái thật lớn lôi vân vòng xoáy, banh oanh chuyển động, một màn này, như đã thành hình ảnh, đủ để cho hết thảy chứng kiến chi nhân, ghi khắc cả đời, mạnh mổ tính cách, cho tới bây giờ cũng không phải là bị động bị đánh. Mạnh hạo trong lúc cười to tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái bầu trời, yêu phong đệ bác cấm, tại đây trong tích tắc, trực tiếp từ trên người mạnh hạo triển khai tại đây một cái chớp mắt thiên địa trùng điệp thuộc về đệ bát cấm lực lượng thẳng đến thương khung mà đi yêu khí phong chính yêu phong đệ bát cấm đại địa chấn động mặc dù là mặt đất đã trở thành kết tinh vẫn như trước hay vẫn là có từng đạo vô hình ngoại nhân nhìn không tới khí tức từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến những thứ này khí tức thẳng đến không trung mạnh hạo trong chốc lát liền ngưng tụ đã đến cùng một chỗ hóa thành cuồn cuộn vô hình sương mù này sương mù là yêu khí tức ngập trời vần quanh tại mạnh hạo bên người, giống bị mạnh hạo dẫn động này phương đại địa bản nguyên chi lực, tại đây trong tích tắc ngưng tụ mà ra, theo mạnh hạo tay phải, thẳng đến bầu trời phủ xuống 10 đạo thiên kiếp mà đi, nổ vang thanh âm tại đây trong tích tắc kinh thiên động địa, từng đạo lôi đình rơi xuống, khiến cho cái này nổ mạnh động trời, mạnh hạo thân thể yêu khí tầng tầng vỡ vụn, phủ xuống lôi kiếp không ngừng mà tiêu tán, cũng chính là trong chớp mắt, khi 10 đạo lôi kiếp chỉ còn lại có ba đạo lúc, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài yêu khí toàn bộ tan vỡ ra, cái này ba đạo lôi kiếp nổ vang lúc giữa, hàng lâm mạnh Hạo thân thể, cho dù bị vô một tầm tơ cản trở thoáng một phát, vẫn như trước hay vẫn là thổ lộ tại Mạnh Hạo trên người. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể như lưu tinh trụy xuống, thẳng đến đại địa mà đi, quanh một tiếng đã rơi vào trên mặt đất, kết tinh nát bấy, từng đạo khe hở cấp tốc khuếch tán, xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, bầu trời kiếp vân cuồn cuộn thiểm điện chạy, từng đạo lôi đình nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, màu sắc biến hóa, cho đến hóa thành tứ sắc thiên kiếp về sau, sấm sét truyền khắp thiên địa, tại đây trong ba ngàn dặm, giờ phút này vẫn tồn tại cái kia năm người nguyên anh lão giả, nguyên một đám đồng dạng phun ra máu tươi, có hai người trực tiếp thân thể tan vỡ nổ bung, nguyên anh suy yếu đang muốn chạy trốn, nhưng lại bị lôi đình trực tiếp xóa đi, trước khi chết thê lương thanh âm, mang theo bọn hắn không cam lòng, truyền khắp ba nghìn dặm còn lại ba cái kia lão giả, giờ phút này thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra tuyệt vọng, trong bọn họ tâm đối với mạnh hạo oán độc dĩ nhiên ngập trời, có thể lại không có chút nào biện pháp, đúng lúc này, tầng mây cuồn cuộn, tứ sắc thiểm điện gào thét lúc giữa thẳng đến đại địa, phóng tới mặt đất hố sâu, nhưng lại tại cái này tứ sắc thiểm điện rơi xuống nháy mắt, một cánh tay bỗng nhiên từ trong hố sâu nâng lên, một quyền oanh hướng tứ sắc lôi kiếp, nổ mạnh động trời, đại địa chấn động, Mạnh Hạo thân ảnh toàn thân gần như cháy đen, tràn đầy máu tươi, có thể theo hắn trong con mắt tự sáng lóng lánh, đang mắt thường có thể thấy được khôi phục, hắn nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn, nhưng lại mang theo một cổ hào khí, thân thể một cái chớp mắt bay lên, thẳng đến không trung, kim đan kiếp đã rơi xuống gần trăm chi lôi, ngươi còn có thể lại đến. Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn, trong mắt của hắn lộ ra điên cuồng, thanh âm truyền khắp bát phương, bầu trời kiếp vân lập tức cuồng cuộn hình như có thiên uy tức giận nổ vang, toàn bộ bầu trời tại đây trong tích tắc, trực tiếp đã trở thành màu đỏ, cùng lúc đó, từng đạo màu đỏ thiên kiếp như sấm vũ giống như ầm ầm hàng lâm, cái này màu đỏ lôi đình rơi vào mạnh hạo trên người, hóa thành vô số điện quan chạy, có thể mạnh hạo như trước đứng ở không trung, ngẩng đầu lúc giữa, khí thế không ngừng mà kéo lên, cùng lúc đó, màu đỏ bầu trời, nhiều hơn thứ hai màu gốc, đó là màu đen, một nửa xích, một nửa hắc, phủ xuống cơn giông, Giờ phút này cũng đã trở thành nhị sắc, nổ vang vòng qua vòng lại, chấn động thiên địa, ngay sau đó, xuất hiện loại thứ ba màu sắc, đó là thanh, xích, hắc, thanh, ba loại màu sắc bầu trời giao thoa, khiến cho Lôi Đình Bát Phương đều vì ba màu, có thể đây hết thảy còn chưa kết thúc, giờ phút này xuất hiện thứ tư màu sắc, đó là màu trắng, bốn loại màu sắc bầu trời, bốn loại màu sắc kiếp vân, đang vào cùng một chỗ về sau, hóa thành chính thức tứ sắc thiên, tứ sắc lôi nổ vang vòng qua vòng lại, hướng về đại địa oanh oanh rơi xuống. Mạnh hạo thân ảnh tại đây tứ sắc lôi thiên bên trong, thân thể của hắn bên ngoài vô mục tầm tơ vần quanh, tu vi vận chuyển, đối kháng thiên kiếp. Đúng lúc này, thiên địa một oanh, như có vô hình thân ảnh đang gầm thét, tứ sắc bầu trời. Xuất hiện thứ năm màu sắc, màu vàng, xích, hắc, thanh, bạch, hoàng, ngũ sắc bầu trời, ngũ sắc lôi kiếp, cái này. Chính là mạnh hạo kim đang kiếp ở bên trong, cuối cùng thiên kiếp, nhìn hắn lấy ngũ sắc thiên, tại đây một cái chớp mắt mạnh hạo có loại mãnh liệt trực giác, như mình có thể vượt qua cái này ngũ sắc lôi, như vậy thiên kiếp của hắn, liền đem chấm dứt, cuối cùng thiên kiếp. Mạnh hạo hai mắt lộ ra mãnh liệt cố chấp, ngũ sắc thiên, tu vi phá, huynh đệ tỉ muội giờ phút này bên tai cần kích tình, cần giữ gốc vé tháng, mời đem giữ gốc vé tháng quăng cho phong thiên, cho ta kích tình, được không? Chương 387, Cửu đại phong yêu sơ trảm thiên kiếp. Thiên kiếp có ngũ sắc, ngũ hành cũng ngũ sắc. Trong lúc này chẳng lẽ có cái gì liên quan, mạnh hạo hai mắt lóe lên, có thể giờ phút này không phải hắn suy tư thời điểm, ở nơi này bầu trời ngũ sắc thành hình lập tức, nhất đạo ngũ sắc kiếp lôi, ầm ầm rơi xuống, tại rơi xuống trong tích tắc, mạnh hạo để liếc mắt nhìn qua, cái này ngũ sắc thiên kiếp giống như một khối cực lớn cọc gỗ, đang từ bầu trời hướng đại địa oanh, có thể tiếp cận lấy, lại biến thành một thanh kim sắc lợi kiếm như muốn xuyên thấu hết thảy hư vô sau đó lại biến thành biển rộng giống như vòng quanh bầu trời mà đến tiếp theo hơi thở lúc lần nữa biến hóa đã trở thành có thể đốt cháy hết thảy sinh mệnh biển lửa tại đây trong biển lửa càng có một cái bùng điêu cái này năm loại biến hóa chẳng qua là một cái chớp mắt liền biến mất nhưng lại rõ ràng đã rơi vào mạnh hạo trong nội tâm tại đây trong tích tắc lại để cho mạnh hạo tâm thần chấn động giống như có điều ngộ ra anh ngũ sắc kiếp lôi hàng lâm trực tiếp rơi vào mạnh hạo trên người, có vô một tầm phân tán, có mạnh hạo con mắt màu tím thuật không ngừng vận chuyển với hắn hoàng mỹ tu vi toàn lực bộc phát, có tay phải hắn giống như thiên kiếp không thể diệt đít bao tay, nổ vang thanh âm hầu như muốn đem ba nghìn dặm bên ngoài cái kia chạy trốn năm ngàn người rung động biết truyền thắp thương khung. Tại đây ngũ sắc lôi kiếp ở bên trong, trong ba ngàn dặm cái kia còn lại ba người nguyên anh lão giả, lại có một người toàn thân run rẩy trực tiếp tan vỡ đã trở thành huyết nhục, nháy mắt liền hóa thành tro bụi, nguyên anh diệt hết, ngũ sắc thiên kiếp, đây là trong truyền thuyết ngũ sắc thiên kiếp. Tinh túc bộ lạc áo bào trắng người, giờ phút này áo bào đã tan vỡ, lộ ra tan thương gương mặt, mặt này lỗ thoạt nhìn cực kỳ già nua, có thể đây không phải trọng điểm, trọng điểm là người này ngủ quan vạn vẹo, đem một lỗ tai bao chủ nhân, là một cái dị dạng, hắn hai mắt lộ ra hồng mang, giờ phút này thân thể run rẩy nhìn xem bầu trời lộ ra trước đó chưa từng có kính sợ, mạnh hạo toàn thân run rẩy, Gắt gao cắn răng. Toàn thân đắm chìm trong ngũ sắc lôi kiếp ở bên trong, có ngũ sắc thiểm điện không ngừng mà chạy, như muốn đem thân thể xé rách, muốn đem hắn hồn tại xóa đi, thậm chí xâm nhập đến huyết nhục của hắn ở bên trong, muốn đem huyết mạch của hắn nát bấy, nhưng vô một tầm tơ tại đây một cái chớp mắt, bạo phát ra kinh người cứng cỏi, tầng tầng vần quanh. Cái kia không thể bị chém đứt tơ tầm, như là trong thiên địa sắc bén nhất pháp bảo, không ngừng mà xoay tròn cuốn quanh trong đi phân cách ngũ sắc thiên kiếp, tại đây tơ tầm dưới sự trợ giúp, ngũ sắc lôi kiếp chậm rãi tiêu tán, cho đến cái này nhất đạo lôi kiếp triệt để biến mất lúc, mạnh hạo ngửa mặt lên trời một trống, trong mắt tử khí tràn ngập, toàn thân nháy mắt khôi phục, có thể trên mặt của hắn, lại rõ ràng xuất hiện một tia già nua dấu hiệu, ngũ sắc lôi kiếp. Cũng không thể diệt ta mạnh hạo chi ý, ngũ sắc thiên kiếp nổ vang, tất cả tầng mây tại đây trong tích tắc. Lại tại cuồn cuộn trong không ngừng mà ngưng tụ tại cùng một chỗ, theo tầng mây di động, như là tuế nguyệt tại chạy, sấm sét động trời, từng đạo ngũ sắc thiểm điện tại tầng mây nội lẫn nhau như thôn vệ giống như, dần dần ngưng tụ, càng là ở thời điểm này, một cổ khó có thể hình dung uy áp, từ phía trên không mãnh liệt hàng lâm xuống, thả mắt nhìn đi, kiếp vân từ bát phương ngược lại cuốn tới, không ngừng mà co rút lại ở bên trong, như muốn đảng sinh ra nhất đạo trước đó chưa từng có đấy, dịp ý chi lôi mạnh hạo chịu đựng, đây là cuối cùng nhất đạo lôi về tại ba nghìn dặm bên ngoài trong trận pháp giờ phút này âm thanh mở miệng thiên lôi nổ vang, cuối cùng này nhất đạo lôi kiếp ngưng tụ tốc độ cực nhanh, cũng chính là hơn 10 thời gian hô hấp, trên bầu trời đã nhìn không tới rồi bất luận cái gì kiếp vân, thấy chỉ có một mảnh chói mắt ngủ sắc quan cái này ngủ sắc quan lại không còn là lôi đình mà là hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, từng cái ngón tay một cái màu sắc, hợp thành ngũ sắc bàn tay, như thiên kiếp, như sấm, nó hoàn toàn do ngũ sắc lôi tạo thành, có thể thoạt nhìn xác thực là chân thật vô cùng bàn tay, khác biệt duy nhất là cái này bàn tay không có vân tay, nổ vang lúc giữa, ngũ sắc bàn tay từ phía trên không thẳng đến đại địa, một chưởng đè xuống, theo ngũ sắc bàn tay hàng lâm, đại địa nổ vang, ba nghìn dặm đại địa, từng khúc vỡ vụn, toàn bộ tan vỡ ngoại giới lúc trước vẫn còn cắn răng kiên trì hai vị nguyên anh tu sĩ, giờ phút này lại cũng không cách nào thừa nhận, tại thê lương không cam lòng gào rú ở bên trong, thân thể trực tiếp nát bấy, tính cả nguyên anh, tính cả hết thảy sinh mệnh dấu vết, tại tại thời khắc này, bị trực tiếp nát bấy xóa đi. Vị kia tinh túc bộ lạc áo bào trắng người, giờ phút này phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng, bàn tay không đợi rơi xuống, Mạnh Hạo liền cảm nhận được cái này cổ trước đó chưa từng có áp lực thân thể của hắn nổ vang, sắc mặt tái nhợt, lần nữa phun ra máu tươi, thân thể tại không trung rung rẩy, tại cái này uy áp xuống, không ngừng mà trầm xuống, giống như tay này chuyển hóa thành có thể nghiền ép hết thảy ngọn núi, khiến cho mạnh hạo không cách nào thừa nhận, muốn đem hắn sinh sôi trấn áp, cuối cùng này nhất đạo lôi, đã muốn diệt ta, ta liền trảm ngươi. Mạnh hạo thân thể đang không ngừng dưới mặt đất trầm ở bên trong, mãnh liệt ngẩng đầu, lộ ra dữ tợn, lộ ra điên cuồng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về đại địa xa xa chỉ một cái, yêu khí phong chính, ba nghìn dặm đại địa, yêu khí lần nữa ngưng tụ mà đến, nhưng lúc này đây, mạnh hạo không có thấy đủ, những thứ này yêu khí, còn xa xa không đủ, thân thể của hắn hôm nay đã đã rơi vào mặt đất, tay phải trực tiếp đặt tại rồi tàn phá cả vùng đất, yêu khí, chưa đủ. Mạnh hạo thần sắc vạn vẹo, như đang gầm thét, hắn trực tiếp lấy ra phong yêu cổ ngọc, đem đặt tại rồi trên mặt đất, quanh một tiếng, toàn bộ đại địa vô hình chấn động một cái, cùng lúc đó, một cổ gợn sóng từ mạnh hạo trong tay phong yêu cổ ngọc bên trên khuếch tán ra, ba 000 dặm, năm 000 dặm, mạnh hạo sắc mặt dữ tợn, trong đầu hắn hàng tuyết gia tộc kỳ nam truyền thừa, đến từ vãng sinh ngoài động thi thể tiên nhân chỉ lộ, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ từ trong cơ thể hắn tràn ra, dung nhập phong yêu cổ ngọc bên trong, lập tức mạnh hạo trong ốc vù vù, phong yêu cổ ngọc gợn sóng, lần nữa khuếch tán, một vạn trong, ba vạn trong, trọng vẹn ba vạn trong, ba vạn dặm trong, hết thảy cỏ cây đều tại mạnh hạo trong nội tâm, hết thảy sinh mệnh đều tại ý thức của hắn bên trong, hết thảy biến hóa đều tại hắn trong lòng bàn tay, yêu khí, phong chính. Mạnh hạo ngẩng đầu, nhìn xem cái kêu oanh oanh tiếng đến cực lớn ngũ sắc bàn tay, theo thanh âm truyền ra, ba vạn dặm trong tất cả yêu khí, tại đây một cái chớp mắt từ bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa điên cùng mà đến. Ngưng tụ tại mạnh hạo bốn phía, khiến cho mạnh hạo bên người xuất hiện một cái thật lớn yêu khí vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cấp tốc chuyển động lúc giữa, từ 10 trượng biến thành trăm trượng, ngàn trượng, cho đến hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra tinh mang cùng cố chấp, tay phải từ đại địa chậm rãi nâng lên, hướng lên bầu trời tiến đến bàn tay, xa xa nhấn một cái, cái này nhấn một cái phía dưới, lập tức khổng lồ yêu khí vòng xoáy, trực tiếp lao ra, thình lình tại không trung hóa thành một cái ngoại trừ mạnh hạo chính mình, ngoại nhân nhìn không tới bàn tay, tay này trưởng, như muốn đi phong ấn vạn vật thiên địa, cửu đại phong yêu, ngã dục phong thiên, mạnh hạo tay phải hướng lên bầu trời phủ xuống ngũ sắc bàn tay, cách không nhấn một cái, cái này nhấn một cái, mang theo hắn cố chấp, mang theo hắn con đường tu chân cường giả mộng tưởng, thậm chí mang theo tính mạng của hắn, bởi vì một khi không cách nào đổ kiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này nhấn một cái, còn mang theo mạnh hạo tiên nhân chỉ lộ, mang theo hắn hàng tuyết bộ lạc kỳ nam truyền thừa, còn có hắn điên cuồng, không thể không điên cuồng, trận chiến này không phải đấu pháp, mà là trảm thiên kiếp, cái này nhấn một cái, còn mang theo hắn thân là cửu đại phong yêu tôn nghiêm, dùng phong yêu chi lực, dùng ba vạn dặm trong thiên địa yêu khí, toàn lực bộc phát, càng là tại thời khắc này, lý gia lão tổ xuất hiện, bị đống trắng răng phía dưới, gầm nhẹ trong cũng tới lâm, tất cả có thể chống cự thiên kiếp thủ đoạn, toàn bộ tại triển khai vẹt kêu gào lấy lao ra, con mắt đều đỏ, nó các loại đúng là giờ khắc này, chỉ có tại cuối cùng một đạo thiên kiếp ở bên trong, nó mới có thể ra tay, mới có thể mang theo hơn 5.000 người, đồng loạt ra tay mà sẽ không bị nhiễm thiên kiếp nhân quả, hơn 5.000 tu sĩ, toàn bộ cất bước, thẳng đến mạnh hạo nơi đây mà đến, vần quanh bốn phía chạy trốn, nhấc lên đại lượng sương mù, đi chống cự cuối cùng này thiên kiếp, nổ vang nổ mạnh, vượt ra khỏi lúc trước tất cả thanh âm, Áp đảo rồi hơn 5.000 người gầm nhẹ, đã trở thành nơi đây duy nhất thanh âm. Như vậy nổ mạnh, tổng cộng truyền ra năm hạ, đó là hai cái bàn tay khổng lồ, ở giữa không trung lẫn nhau đụng chạm lúc, truyền ra tan vỡ thiên địa thanh âm. Tiếng thứ nhất, hơn 5.000 tu sĩ ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, thân thể của bọn hắn mãnh liệt ngược lại cuốn, hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành sương mù nháy mắt nát bấy, vị kia tinh túc bộ lạc áo bào trắng người, cười thảm trong thân thể trực tiếp nát bấy hình thần câu diệt. Tiếng thứ hai, thiên địa nổ vang, đại địa đã trở thành tro bụi, hết thảy phế tích, hết thảy kết tinh, toàn bộ đã trở thành một cái thật lớn hố sâu. Tiếng thứ ba, bị đống kêu trên lý gia lão tổ cơ hồ bị hủy diệt. Thứ tư thanh âm, vẹt kêu thê lương thảm thiết, toàn thân tạp mau đều muốn toái diệt, thiên địa đã trở thành ngũ sắc thế giới. Thứ năm âm thanh, mạnh hạo thấy được chính mình trảm thiên yêu trưởng, cùng bầu trời ngũ sắc bàn tay hoàn toàn đụng chạm. Giống như đạo cự đại phong ấn, muốn đem thiên kiếp phong bế, nổ vang ở bên trong, hai bàn tay đụng chạm, một cái là ngũ sắc thiên kiếp, một cái là trảm thiên yêu, một cái muốn tiêu diệt ý, một cái muốn trảm thiên kiếp, không cách nào hình dung ai cường đại hơn, chẳng qua là tại đây một cái chớp mắt, thiên kiếp không phải thiên kiếp, mà không phải đấy, yêu cũng không phải yêu, giống như hết thảy hư vô nát bấy, ở đằng kia im ắng nổ vang ở bên trong, toàn bộ thế giới ngũ sắc tiêu tán, đã trở thành màu đen. Tại đây màu đen ở bên trong, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra tín niệm, hắn nhìn qua màu đen thương khung, nhẹ giọng mở miệng, nguyên lai, like, có thể trảm thiên kiếp. Nói xong câu đó, trước đó chưa từng có suy yếu hiển hiện Mạnh Hạo trong nội tâm, hắn cười hai mắt nhắm nghiền, đã phát động ra vô mục tầm cường đại nhất thủ hộ, theo tơ tầm không ngừng vần quanh, thình lình hợp thành một cái thật lớn kén, thân thể của hắn, bị hoàn toàn bao phủ tại trong kén, ngăn cách rồi hết thể thanh âm biến mất hết thảy thiên kiếp, hóa thành đại địa trong hố sâu, như vĩnh hằng tồn tại kén. Hồi lâu, bầu trời dần dần khôi phục, ngũ sắc bàn tay tiêu tán, mạnh hạo yêu trảm bàn tay, cũng đã trở thành tro bụi, chỉ có tạo thành tay này trưởng hạch tâm, cái kia miếng phong yêu cổ ngọc, từ không trung rơi xuống, phát ra ba một tiếng, mất đã rơi vào mạnh hạo hình thành kén bốn phía, đến từ thiên kiếp uy áp, tại thời khắc này, cũng triệt để biến mất, trận này kiếp. Đến kinh thiên động địa đi vô thanh vô tức, rút cuộc vượt qua, vẹt cùng bị đóng, còn có bốn phía hơn 5.000 tu sĩ, đều là thần sắc quể oải, vần quanh tại trong hố sâu kén phụ cận, làm mạnh hạo hộ pháp, chờ đợi mạnh hạo phá kén mà ra, theo thời gian trôi qua, một cổ lột sắc khí tức, từ nơi này trong kén tản ra, tại hơi thở này trong, mạnh hạo còn đang ngủ say, có thể thân thể của hắn lại đang tại chậm rãi bị cải biến, thời gian dần qua thích hợp hơn lôi đình, trong lúc mơ hồ, có từng đạo thiểm điện chạy từ hắn ngủ say trên thân thể khuếch tán, bao trùm kén, tán ra đến bên ngoài, hôm nay là đêm thất tịch. Khục khục, ta nói như thế nào cách mỗi một giờ, lão bà tại phát cái tới đây, trong vòng 10 phút không trở về lập tức điện thoại đánh tới hỏi cái này hỏi cái kia đấy, nguyên lai like là tra cương vị A, chưa xong còn tiếp, cấp 18, ha 18. CC, cung cấp mới nhất toàn văn chữ chương tiết đọc online cùng TXCT sách điện tử miễn đăng ký đao loạt. Đứng đầu tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất, hoan nghênh tất chứa, chương 388, phá kén mà ra. Giờ này khắc này, tại Nam vực Tử Vận Tông, trên một ngọn núi, sớm đã truyền tống đến nơi này hàng tuyết tộc tộc nhân, đã bị Tử Vận Tông dàn xếp được. Ngọn sơn phong này, đã trở thành bọn hắn mới đích gia tộc chi địa, mà hàng tuyết sang đích Mỹ lệ, cũng khiến cho nàng tại ngắn ngủng mấy ngày, liền lập tức bị Tử Vận Tông tu sĩ cùng đan sư chú ý theo gia tộc nhập vào tử vận tông ở trong hàn tuyết sang lựa chọn đang đông nhất mạch dựa theo lý tưởng của nàng đi trở thành một tên đan sư đến sau này nàng cũng rốt cuộc biết đang đỉnh đại sư phản bội mà sư môn sự tình nói không xuất ra đáy lòng là cái gì cảm giác hình như có thất lạc cũng giống như cảm thấy rất bình tĩnh nếu như không có gặp được mạnh hạo trước có lẽ cái này thất lạc sẽ thêm nữa nhưng hôm nay tự hồ có thể không chứng kiến đang đỉnh đại sư đối với hàn tuyết sang mà nói đã không phải trọng điểm. Nghe tuyết sang muội muội tộc nhân nói lên, các ngươi tại mặt thổ thánh tuyết thành ở trong, gặp một cái mạnh đại sư. Em tai thanh âm theo hàng tuyết sang bên người truyền đến, đã cắt đứt đứng ở đỉnh núi, nhìn xa mặt thổ phương hướng trầm tư hàng tuyết sang. Hàng tuyết sang vội vàng quay đầu lại, thấy được từ phía sau đi tới một cái cô gái tuyệt mỹ. Cô gái này ăn mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, tươi đẹp động lòng người, dung nhan giống như vô cùng miệng màng, như tụ tập mà thiên địa yêu tha thiết tại một thân, như cùng là vẽ ở bên trong chi nhân, đi vào phàm trần, tuyết sang bái kiến sở sư thúc. Hàng tuyết sang lập tức cúi đầu, hạ thấp người cúi đầu, trước mắt cái này sở ngọc yên, là nàng đi vào tử vận tông về sau, thấy xinh đẹp nhất nữ tử, xinh đẹp loại này, có chút thì đợi nàng xem, đều sẽ cảm giác được có chút hoảng hốt. Nàng cũng nghe nói có quan hệ vị này sở sư thúc cùng vị kia đang đỉnh đại sư trong lúc đó, một ít bị tông môn chi nhân đa số truyền ra chuyện cũ có lẽ cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng đôi đang đỉnh đại sư đi hàn tuyết sang chứng kiến sở ngọc yên nghĩ tới đang đỉnh đại sư nàng bỗng nhiên liên tưởng đến mình cùng mạnh hạo trong đầu nổi lên mạnh hạo thân ảnh tuyết sang sở ngọc yên đến gần nhẹ giọng mở miệng hàn tuyết sang đỏ mặt lên lập tức cúi đầu đáy lòng có chút ngượng ngùng thầm nghĩ mình tại sao ở phía sau lại nghĩ tới cái kia người không hiểu phong tình, là có vị trí mạnh đại sư, hắn luyện đang rất tốt, nếu không phải là hắn, chúng ta hàng tuyết gia tộc sớm đã diệt vong, cũng sẽ không lại tới đây. Hàng tuyết sang nhỏ giọng nói, vị này mạnh đại sư, là mặt thổ chi tu sao? Sở Ngọc Yên nhìn qua hàng tuyết sang, hỏi, là mặt thổ bổn địa tu sĩ, hắn là kim quan lão tổ, tu vi thâm bất khả trắc, càng thôi hóa mà kinh thứ, mà ngay cả mặt thổ cung đích đạo tử, chứng kiến hắn đều sợ hãi. Hắn luyện đan mà ngay cả Chu đại sư cũng không sánh bằng, Sở sư thúc ngươi hỏi hắn, là có chuyện gì sao? Hàn Tuyết Sang nói xong, trên mặt càng đỏ, Sở Ngọc Yên che miệng cười cười, nhìn qua trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, coi hắn lịch duyệt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra mà thiếu nữ Hoài Xuân chi ý, hiển nhiên là một đám tâm hồn thiếu nữ đều ngưng tụ ở vị kia mặt thổ mạnh đại sư trên thân, không có gì, chỉ là ngẫu nhiên nghe được tộc của ngươi tộc nhân nói lên đối với người này đang đạo có chút hứng thú, muốn nhìn một chút hắn đang đạo đã đến cảnh giới gì, nhưng đáng tiếc hắn không có theo tới, bằng không mà nói còn có thể nghiên cứu thảo luận một hai, sở Ngọc Yên lắc đầu, ôm nhu cười cười, nàng có thể nhìn ra hàng tuyết sang không có nói sai, đã xác định đối phương là mặt thổ chi tu, cũng sẽ không là nàng suy nghĩ chi nhân, giờ phút này quay người muốn rời đi, như vậy a à, hắn người này giống như không quá ưa thích nam vực, bất quá sở sư thúc, ta chỗ này với hắn cho ta một hạt đang dược, có lẽ ngươi có thể từ nơi này đang dược lên, nhìn ra hắn đang đạo là cái gì trình độ, hàng tuyết sang thần sắc lộ ra chờ mong, đã đến tử vận tông về sau, nhất là bái nhập mà đang đông nhất mạch, mấy ngày nay nàng đối với đan sư tiến giai đã có rất nhiều giải, nội tâm phi thường tò mò, mạnh hạo rốt cuộc là trình độ gì đan sư, được rồi, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi thích vị kia mạnh đại sư, đến cùng đan đạo đã đến cảnh giới gì. Sở Ngọc Yên mỉm cười, dùng thân phận của nàng, bạn sẽ không đi làm như vậy, nhưng thấy được hàng tuyết sang, nàng không khỏi nghĩ tới mình năm đó, nội tâm than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, hàng tuyết sang nghe vậy càng ngượng ngùng, cúi đầu lập tức lấy ra mạnh hạo cho nàng đang dược, đưa cho sở Ngọc Yên, vừa mới cho ra, nàng bỗng nhiên có chút hối hận, hắn hẳn là đang nổ, như vậy liền vạch trần chân tướng, tự hồ không tốt lắm. Hàng tuyết sang nghĩ tới mạnh hạo tống xuất đang dược lúc, theo như lời có thể cầm này đang tìm đang quỷ đại sư lời nói, giờ phút này nàng, căn bản cũng không có chú ý tới, sở Ngọc Yên khi nhìn đến viên thuốc này về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cho đến biến hóa này đã trở thành thở hào hển. hàng tuyết sang lúc này mới ngẩng đầu mang theo kinh ngạc, thấy được thân thể cùng loạn troạn, hình như có chút ít hoảng hốt sở Ngọc Yên, sở sư thuốc, sở Ngọc Yên hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau chậm rãi mở ra, nhìn xem trong tay đang dược trên có khắc chữ tuyết lại nhìn một chút hàng tuyết sang, đáy lòng chẳng biết tại sao, đã có một cổ ý không cam lòng, hắn gọi tên là gì. Sở Ngọc Yên cắn răng, mạnh. Mạnh hạo. Hàng tuyết sang có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, chết tiệt mạnh hạo. Sở Ngọc Yên cũng không còn cách nào áp chế, cắn răng mở miệng, trong thanh âm mang theo phức tạp, có không cam lòng, càng có một tia vui mừng, nàng biết rõ, đối phương chẳng những an toàn, nhưng lại sinh hoạt rất thoải mái nghĩ tới đây, sở ngọc yên đáy lòng không cam lòng càng nhiều. hàng tuyết sang chợt ngẩng đầu, cho dù trước mắt cái này sở sư thúc vô luận là tu vi vẫn thân phận đều cao hơn chính mình, nhưng nàng hay vẫn là thần sắc bên trên lộ ra tức giận. ngươi còn thay hắn sinh khí, hắn chính là đang đỉnh đại sư, hắn chính là phương một. sở ngọc yên mắt nhìn hàng tuyết sang, thở dài, nói xong câu đó, đem đang dược đưa cho hàng tuyết sang về sau, quay người rời đi. Hàn tuyết sang tâm thần như bị lôi đình oanh kích, triệt để ngây ngốc tại này ở bên trong, trong ốc ong ong. Hắn chính là đang đỉnh đại sư. Cùng lúc đó, tại tây mạc cả vùng đất, một chỗ trong sa mạc, nơi đây quanh năm bão cát tràn ngập, nước nở nghẹn ngào gió gào thét, cuốn theo thiên địa, khiến cho tại đây vô luận ban ngày hay là đêm tối, đều là một mảnh lờ mờ, hết thảy tánh mạng bước vào tại đây, cũng như đi vào mà cấm khu. Giờ phút này, tại đây sa mạc ở chỗ sâu trong, có một tòa bị dìm ngập tại trong đất các tế đàn cái này dưới tế đàn bày đặt một cái lòng bài tay lớn nhỏ hộp đúng lúc này hộp hào quang chói mắt cấp tốc chớp động lúc ngoại giới trong sa mạc phong càng cường đại hơn quét ngang toàn bộ sa mạc về sau này gió như đồng hóa làm màu đen mặt trời đem hết thảy hào quang đều hấp thu ở bên trong gầm lên giận dữ từ nơi này sa mạc ở chỗ sâu trong theo dưới tế đàn theo cái kia trong hộp đột nhiên truyền ra ngay sau đó hộp lập tức nát bấy, trong đó bay ra một đống máu thịt, lấy cực nhanh tốc độ nhúc nhích, dần dần hóa thành một cái thân thể, cái này thân hình thoạt nhìn rất suy yếu, chậm rãi xuất hiện ngũ quan. Đúng vậy ngày đó bị mạnh hạo dùng hàng tuyết gia tộc kỳ nam truyền thừa, diệt sát áo đen trảm linh tu sĩ, hắn cũng không có tử vong, chết đi chỉ là một thân thể, đạo của hắn vẫn còn, hắn bổn nguyên bất diệt, tắc thì sinh mạng không mất, thời gian trôi qua, rất nhanh, thân ảnh ấy hoàn toàn thành hình về sau, tay phải hắn vung lên, một bộ áo đen rơi vào mà trên thân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng âm trầm cùng tức giận, có thế truyền thừa nguyên vẹn ấn ký tu sĩ, tuyệt không phải hạng người bình thường, đợi lão phu từ nơi đây thoát khốn về sau, tại ngoại giới nhất định có thể gặp lại thời điểm, từng đã là thánh tuyết thành, hôm nay hố sâu đại địa, bầu trời đã nổi lên bông tuyết, bao trùm mặt đất, rơi vào mà trong hố sâu, hơn 5.000 tu sĩ thân mình. Tại đây chút ít tu sĩ trung tâm, có một cao hơn một trượng kén, trận trận bàn bạc khí tức, từ nơi này kén bên trên hiển lộ ra, đã dằn có mấy ngày, càng ngày càng mãnh liệt, cho đến giờ khắc này, ken kép thanh âm bỗng nhiên truyền ra, bốn phía tu sĩ nhao nhao nhìn lại lúc, cái này hơn một trượng lớn kén, đã bắt đầu thu nhỏ lại, như nổi lên phong, tiếng gió nứt nở nghẹn ngào, truyền khắp bốn phía, cẩn thận nhìn, đây không phải là phong, mà là tạo thành kén tơ tầm, đang thật nhanh từ bên trong bắt đầu giảm bớt, rất nhanh, cái này kén tầng ngoài bắt đầu mỏng manh đến cuối cùng giảm bớt tốc độ thoáng cái bắt đầu tăng mạnh khiến cho gió càng lớn vần quanh này kén đã trở thành gió lốc cản trở bốn phía tu sĩ ánh mắt nhưng lại không ngăn cản được một cổ càng ngày càng mạnh khí tức từ nơi này trong gió lốc giống như thức tỉnh như vậy truyền khắp bát phương bốn phía tu sĩ nhao nhao lui về phía sau ngưng thần nhìn lại một nén ngang về sau tại đây trong gió lốc chậm rãi đi ra một thân ảnh theo thân ảnh xuất hiện trận trận ti chấp tại hắn bốn phía chạy, mặt đất đã trở thành lôi trì, tựa như cái này theo trong gió lốc đi tới chi nhân, có thể khống chế thiên địa lôi đình, nắm giữ lôi ý chí. khi hắn hoàn toàn đi ra về sau, khi hắn gương mặt bị bốn phía tu sĩ thấy rõ toàn bộ về sau, bọn hắn thấy được kim quang lão tổ, thấy được mạnh hạo, tóc dài phiêu diêu, một thân trường bào màu xanh, tuấn mỹ dung nhan, sau lưng lôi đình nổ vang, dưới chân lôi trì khuếch tán trên thân thể vô số hình cung ti chớp chạy, như tại đây trường bào màu xanh bên ngoài, nhiều hơn một cái lôi đình áo choàng. Trận này thiên kiếp, mạnh hạo hoàn toàn vượt qua, giờ phút này hắn tu vi ầm ầm vận chuyển, kim đang hậu kỳ tu vi, ở trong nháy mắt này đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách nguyên anh. Chỉ kém một bước cuối cùng, mạnh hạo thở sâu, tu vi của hắn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, vượt qua thiên kiếp về sau, hắn hoàng mỹ kim đang càng thêm cô động, giờ phút này tu vi tản ra, một cổ cảnh giới kết đang vô địch tự tin, tại mạnh hạo trong nội tâm càng thêm mãnh liệt, càng kinh người hơn đấy, là của hắn thân thể, đã trải qua luyện khí tầng thứ 11 luyện thể, đã trải qua trúc cơ thì rèn luyện, giờ phút này lại có thiên kiếp tẩy lễ, giờ phút này mạnh hạo thân thể, sớm đã đã vượt qua tu sĩ tầm thường, thậm chí một ít tu sĩ nguyên anh thân thể, đều kém xa tiếp tắp hắn thân hình cứng cỏi, những thứ này. Vẫn là tiếp theo, chính thức lại để cho mạnh hạo cảm thấy hài lòng, là hoàn chỉnh đã trải qua một lần thiên kiếp về sau hắn bộ thân thể này đối với lôi đình chống cự đã đến một loại trình độ kinh người thậm chí trong người cũng có lôi điện tồn tại thuật pháp trong đem tồn tại thiên kiếp khí tức đây là tạo hóa thiên kiếp trong cất dấu tạo hóa chỉ có điều như vậy tạo hóa không phải mọi người có thể đạt được cần tại gặp phải trong tử vong đi dùng một chút hy vọng sống đổi lấy mạnh hạo thở sâu đi ra lúc theo sau lưng gió lốc biến mất phong yêu cổ ngọc bay lên bị hắn thu vào trữ vật đại ở trong vô mục tàm bay tới hóa thành mạnh hạo ngón rõ phải một quả màu trắng chiếc nhẫn chạm đến lấy chiếc nhẫn mạnh hạo biết rõ nếu không phải là vô mục tàm tồn tại chính mình có lẽ không cách nào vượt qua kiếp nạn này từ nay về sau trời cao biển rộng toàn bộ thiên hạ bằng vào ta hôm nay tu vi cẩn thận một ít ở đâu cũng có thể đi tại mạnh hạo theo trong gió lốc đi ra một cái chớp mắt tại hắn ngẩng đầu một khắc bốn phía hơn năm ngàn tu sĩ toàn bộ quỳ xuống lại, cung nghênh lão tổ xuất quang thanh âm nổ vang, hóa thành sóng âm, truyền khắp bát phương, chương 389, nghiêm tung ước hẹn. Mấy ngày về sau, mặt thổ cùng tây mạch giáp giới chi địa, một thân áo bào xanh mạnh hạo khoanh chân ngồi ở một cái mang cự nhân trên thân người, theo mang cự nhân gầm nhẹ, gào thét đi về phía trước, tại đây mang cự nhân trong tay, còn đang nắm một cái vẻ mặt bi phẫn tây mặt tu sĩ, người này đúng là cổ lạp. Ngày đó tại thành trì sụp xuống lúc, hắn cùng với mang cự nhân được mai táng tại cái kia đen kịch hố to bên trong, cho đến về sau theo áo đen tu sĩ thuật pháp tan vỡ, tuy nói hắc động biến mất, có thể hắn cùng với cự nhân, nhưng là giống nhau bị chôn ở lòng đất, nếu không phải là mạnh hạo trước khi đi nhớ tới việc này, sợ là cổ lạp cùng mang cự nhân, sẽ suốt đời nhìn không tới ánh mặt trời, vẹt đứng ở mạnh hạo trên bờ vai, trên mắt cá chân buộc bị đóng biến thành lục lạc chung, vẻ mặt cuồng vọng, ngạo nghễ nhìn xem bầu trời thỉnh thoảng phát ra một ít cảm khái, giống như đang thở dài, lại như tại tiết núi. Nó tiết núi đấy, là kim quan giáo hơn 5.000 tu sĩ. Những người này bị mạnh hạo cuối cùng lưu tại mặt thổ, lưu tại đông lạc thành bên trong, chạy trốn mang cự nhân. Tại trên người của hắn có một cây đằng điều, cái này đằng điều giờ phút này quể oải, trên người thỉnh thoảng có lợi đâm thủng lộ ra, nhưng rất nhanh liền lại thu hồi. Mạnh hạo đạt được kinh thứ hạt giống, dựa theo lúc trước hắn ý tưởng, lại để cho đằng điều thôn vệ, có thể đằng điều thời gian ngắn không cách nào khống chế, giờ phút này hấp hối, cần một ít thời gian khôi phục về sau, mới có thể triệt để cắn nuốt kinh thứ bổn sự, mặt thổ đã loạn. Mạnh hạo khoanh chân ngồi ở mang cự nhân trên người, nhẹ giọng thì thào, mấy ngày nay hắn đi ở mặt thổ, tìm hiểu rồi không ít tin tức, hôm nay mặt thổ, tại thánh tuyết thành hủy diệt về sau, cử minh trong người cuối cùng thành trì, cũng lựa chọn quy thuận, đã trở thành mặt thổ cung một bộ phận, coi như là kim quan giáo mạnh hảo mấy ngày trước trần chờ về sau an bài xong xuôi, lại để cho kim quan giáo cũng thuộc sở hữu rồi mặt thổ cung. Tình hình chung đã không hề đồ từ dãy dụ, vu sự vô bổ, chỉ biết bị nghiền ép nát bấy giờ phút này mặt thổ nhìn như mặt thổ cung thống nhất, nhưng trên thực tế cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu chính thức đại loạn phủ xuống. Tây Mạc có 17 cái bộ lạc chính thức bước vào mặt thổ, phản phất muốn đem nơi đây một lần nữa cải tạo giống như. Những nơi đi qua, một mảnh phế tích, mạnh hạo trầm ngâm ở bên trong, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngẩng đầu liếc mắt xa xa, lập tức truyền ra ý thức, lập tức mang cự thân thể người mãnh liệt dừng lại, mắt thường có thể thấy được đấy, kia thân thể dần dần tràn ra màu vàng đất hào quang, cũng chính là mười mấy cái thời gian hô hấp, hắn liền hóa thành một gò núi nhỏ, loại biến hóa này chi thuật là mang cự nhân thiên phú bản năng, coi như là nguyên anh tu sĩ đều muốn phân biệt nhận ra. Cũng cần tiêu phí một ít thời gian, nửa nén hương về sau, bầu trời xa xăm truyền đến từng trận tiếng hi, y, 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 âm thanh, trên bầu trời có một mảng lớn mây đen gào thét mà qua, mây đen bên trong là từng con một kênh kênh, chúng mắt đỏ, toàn thân phát ra hư thối khí tức, nhấc lên màu đen một nát chi sương mù, thẳng đến xa xa, cả vùng đất, một mảnh thú hải cuồn cuộn, khiến cho mặt đất chấn động, càng có mấy ngàn tây mạc tu sĩ, tại đây thú hải về sau, quanh oanh mà qua, một cái thật lớn lá cờ đầu bị dơ lên cao cao, cờ bên trên vẽ lấy một cục xương, tái nhật màu sắc, lộ ra tử vong khí tức, đây là một cái bộ lạc tiêu chí, đây là một cái bước vào mặt thổ đại địa tây mạc bộ lạc, cho đến cái này bộ lạc đi xa về sau, mang cự nhân hóa thành gò núi, cái này mới một lần nữa hòa tan, gần sóng ở bên trong, lộ ra mang cự nhân cùng mạnh hạo thân ảnh. Mạnh hạo nhìn ra xa xa lao nhanh bầu trời, nhíu mày, đây là đệ tứ bộ lạc. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, mạnh hạo liền tận mắt thấy rồi bốn cái tây mạc bộ lạc tiến vào mặt thổ, là vì mặt thổ đã thuộc về tây mạc, cho nên mới có những bộ lạc này tiến đến chiếm cứ sao. Mạnh hạo lông mày nhíu chặt hơn một ít, hắn cảm giác, cảm thấy có chút không đúng, những thứ này tây mạc bộ lạc đi xa lúc, trong đám người khi thì lộ ra cái chủng loại kia giống như cảm giác thở vào nhẹ nhõm, lại để cho Mạnh Hạo cảm thấy có vấn đề. Mặc kệ những thứ này Tây Mạc Bộ Lạc có hay không có vấn đề gì, dưới mắt Nam vực ta không thể trở về, mặt thổ lại quá nhỏ, ở vào trong hỗn loạn, không thích hợp tu hành, như vậy dưới mắt duy nhất có thể đi địa phương, chính là Tây Mạc rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Tây Mạc phương hướng, trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, Tây Mạc, cũng chính là ta muốn đi địa phương. Từ lúc cự tuyệt hàng tuyết gia tộc mời lúc, Mạnh Hạo đã quyết định chủ ý, muốn đi Tây Mạc, chỉ có đi Tây Mạc mới có thể càng sâu cấp độ nghiên cứu đồ đằng, mới có thể hoàn thiện chính mình ngũ hành ý niệm trong đầu, dùng luyện đan phương pháp, đi luyện chế chính mình ngũ sắc nguyên anh, con đường này, không người đi qua, kim mộc thủy hỏa thổ, ta cũng cần năm loại bất đồng ngũ hành đồ đằng, đây là trụ cột nhất, chỉ có có đủ về sau, như luyện đan có đủ rồi tất cả dược thảo, phương mới có thể chính thức đi luyện Chẳng qua là tây mạc tu sĩ cùng nam vực có rõ ràng khác nhau, bọn hắn vận dụng là đồ đằng lực lượng, dẫn đến đang giận hơi thở bên trên có tư sáng rõ nét trên lệch, biết có thể bị người nhận ra, mạnh hạo mắt lộ ra trầm tư, đều muốn nghiên cứu đồ đằng, biện pháp tốt nhất chính là dùng tây mạc người thân phận lẫn vào tây mạc, bằng không mà nói, nam vực tu sĩ tại tây mạc, rất khó tiếp xúc đến một ít hạch tâm sự tình, mà lại việc này hắn hỏi thăm bị đóng, có thể bị đóng tạo tại độ kiếp về sau, Thủy chung quể oải, dựa theo nó lời nói, cần nghỉ ngơi, không thể tiếp tục giúp đỡ tà ác không đạo đức mạnh hạo biến hóa, thậm chí mạnh hạo tại dùng ra rồi đòn sát thủ, đưa ra dùng ba cái ác bá trao đổi, bị đống rõ ràng run rẩy đứng lên, có thể trong sự kích động lại lệ rơi đầy mặt, một bộ rõ ràng thấy được bảo vật nhưng không cách nào nắm bắt tới tay biểu lộ, mạnh hạo trầm mặt, tùy ý mang cự nhân lúc trước chạy trốn, một lát sau, mạnh hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, lộ ra một vòng quyết đoán. Xem ra, thật sự muốn cùng nghiêm tung hợp tác thoáng một phát, lúc trước hắn từng nói có biện pháp giải quyết khí tức bất đồng vấn đề, huống hồ hắn nếu thật chuẩn bị nhiều năm, việc này có thể tin. Mạnh hạo trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng, dùng ta hôm nay tu vi, tăng thêm huyết băng thiểm cùng liên hoa kiếm trận, tuy nói cùng nguyên anh sơ kỳ giữa còn có chênh lệch, bất quá nguyên anh sơ kỳ lão quái đều muốn giết chết ta, cũng không phải chuyện dễ, nếu là mang lên trên huyết sắc mặt nạ. Nguyên Anh sơ kỳ, có thể chiến, Mạnh Hạo lấy ra nghiêm tung cho hắn một giảng, linh thức tán nhập trong đó, một lát sau tay phải hắn vỗ mang cự nhân đầu to, mang cự nhân gầm nhẹ một tiếng, cải biến phương hướng, dựa theo Mạnh Hạo truyền ra phương vị, chạy trốn mà đi. Mấy ngày về sau, mặt thổ cùng tây mạch giáp giới khu vực, một mảnh liên miên không dứt sơn mạch đứt gãy xuống, nồng đậm trong rừng, có một cái sông nhỏ, nước sông chảy xuôi, phát ra ngoại nhân nhìn không tới ngân sắc quan mang, mỗi khi trong đêm lúc, tia sáng này sẽ rõ ràng hơn, khiến cho bốn phía bát phương, dùng phương pháp đặc thù vận chuyển tu vi chi nhân, có thể thấy rõ ràng, giờ phút này, tại đây sông nhỏ bên cạnh, nghiêm tung mặt mỉm cười, nhìn qua trước người hai trung niên nam tử, hai người này, thình lình đều là nguyên anh sơ kỳ tu vi, một người ăn mặc trường bào màu lam, một người ăn mặc màu đen áo dài, cùng nghiêm tung thành ba phương hướng, khoanh chân ngồi xuống, nghiêm đạo hữu, chừng nào thì bắt đầu, quân đạo hữu đừng sốt ruột, còn có hai vị đạo hữu trên đường, tính toán thời gian, nay mai hai ngày liền có thể đã đến, chờ hắn hai người đến về sau, chúng ta có thể đã bắt đầu, nghiêm đạo hữu cần phải nghĩ kỹ, nhiều người đến, tuy nói nhiều hơn một phần nắm chắc, thế nhưng đại biểu thêm một người phân dư Trường bào màu đen trung niên nam tử, nhàn nhạt mở miệng, mặt ly đạo hữu yên tâm, nghiêm mổ đối với cái kia chỗ địa phương nghiên cứu thật lâu, có thể kết luận trong đó có đầy đủ năm người phân phối trảm linh đan nghiêm tung mỉm cười nói chỉ mong nghiêm đạo hữu theo như lời là thật ăn mặc trường bào màu lam uông họ tu sĩ nghe vậy kịp kịp cười cười ý uy hiếp không cần nói cũng biết uông đạo hữu tận mắt thấy rồi một giảng có phán đoán của mình nếu thật đối với cái này không tin coi như là nghiêm mổ lại như thế nào khuyên bảo ngươi cũng sẽ không giờ phút này ngồi ở chỗ này nghiêm tung cười cười nhàn nhạt mở miệng hung họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng nhưng không có đi phản bác rất nhanh ánh trăng hàng lâm, bỗng nhiên ba người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, đã thấy nhất đạo cầu vồng tại đen kịt bầu trời gào thét mà đến, lập tức liền xuất hiện ở ba người trước mặt, hóa thành một cái lão giả. Lão giả này tu vi cũng là nguyên anh sơ kỳ, nhưng là sơ kỳ đỉnh phong, rõ ràng đã vượt qua nghiêm tung ba người, quyển pháp lão tổ Lê Thiên. Quân họ tu sĩ hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt nhìn về phía tiến đến lão giả, thần sắc lộ ra một vòng ngưng trọng khi bên cạnh vị kia ăn mặc trường bào màu đen mặt họ tu sĩ, cũng ở đây một cái chớp mắt thần sắc một túc, nheo lại rồi hai mắt, lão giả Lê Thiên bình tĩnh nhìn rồi hai người liếc, nhếch miệng cười cười, nụ cười này có chút âm trầm, hoặc nhìn tràn đầy hàng ý, quân đạo hữu cùng mặt đạo hữu đã ở, năm đó từ biệt, hai người các ngươi hay vẫn là tiêu bất ly mạnh, cảm tình càng ngày càng tốt rồi, không biết ngày nào Lê Một có thể ăn được hai vị đạo hữu rượu mừng, Lê Thiên tiếng cười khàn khàn, thanh âm chói tai, trong thần sắc lộ ra một vòng kinh miệt xem thường Hắn lời nói ra khỏi miệng về sau Ung, mặt hai người lại thần sắc không có thay đổi gì Giống như đối với nói như vậy Sớm đã tập mãi thành thói quen Ta hai người sự tình Tổng khá giả Lê Đạo Hữu ham mê Tu hành đến nay Không biết đã hỏng bao nhiêu tông môn nữ đệ tử thân thể Đến nay nam vực không dám bước vào bán bộ Như chó nhà có tan Chỉ có thể không ngừng bỏ chạy Như thế sinh hoạt Có lẽ Lê Đạo Hữu cũng thích thú cung họ tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, cho dù nội tâm đối với lê thiên kiên kỵ, đáng nói từ bên trên như trước sắc bén, lê thiên trong mắt hàng quan chớp động, khàn khàn cười cười, không lên tiếng nữa. mắt thấy ba người này tự đã xong xưa cũ, nghiêm tung ho khang một tiếng. lê đạo hữu quả là thương người, lần này tiến vào tây mạc, còn cần đạo hữu nhiều hơn tương trợ. nghiêm tung hạc hạc cười cười, đứng dậy ôm quyền, dễ nói. lê thiên thanh âm như sắc đá xung đột, rất là chói tai nghiêm tung mỉm cười, đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên đấy, lão giả Lê Thiên biến sắc, mãnh liệt quay đầu. Ai, hầu như tại hắn lời nói truyền ra nháy mắt, nhất đạo huyết quan tại rừng rậm ở chỗ sâu trong bỗng nhiên lóe lên, lập tức biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại ba người ngoài mấy trượng, thân ảnh ấy xuất hiện quá đột ngột, nghiêm tung, buông, mặt ba người, lúc trước không có chút nào phát hiện, cho đến Lê Thiên lên tiếng về sau, cái này mới cảm giác được không đúng. Hầu như tại thân ảnh ấy xuất hiện nháy mắt, Lê Thiên hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết lúc có từng trận màu đen khí tức cuốn quanh, hóa thành từng con một màu đen hạt, mang theo hạt lệ, thẳng đến cái kia huyết sắc thân ảnh mà đến, vô diện. Huyết sắc thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức ở chung quanh hắn thình lình xuất hiện một cái thật lớn gương mặt, mặt này lỗ mơ hồ, nhưng lộ ra một cổ lại để cho mọi người kinh hãi chi lực, cùng cái kia hắc hạt đụng chạm về sau, tạo thành kích động phát ra nổ vang nổ mạnh, tại đây nổ mạnh xuống, Lê Thiên sắc mặt biến hóa, mãnh liệt ngẩng đầu lúc, hai mắt lộ ra hàng mang, có thể tại đây hàng mang ở chỗ sâu trong, đã có kiên kỵ, bên trong có ba cái áo rồng, khục khục, nhắc nhở chư vị huynh đệ tỉ muội áo rồng cao mạo hiểm, lựa chọn cần cẩn thận, tiết tháo không chịu trách nhiệm. Bầu trời tối đen mời nhắm mắt. Chưa xong còn tiếp, chương 390, cô thần năm bộ phận. Về phần huyết sắc thân ảnh, lui ra phía sau vài bước, giấu giếm dấu vết hất lên ống tay áo, tại đây dưới ánh trăng, lộ ra hình dạng, ánh vào trong mắt mọi người, đó là một trương mặt nạ, một trương ngoại trừ hai mắt, không có mặt khác ngũ quan mặt nạ, coi như là hai mắt, cũng đều là màu đỏ thắm đấy, có thể nhưng không có điên cuồng, mà là lãnh khốc vô tình, một thân màu xanh áo dài, một đầu tóc dài màu đen, tại đây ánh trăng ở bên trong, tại đây uy phong trong, trước lộ ra một cổ yêu dị cảm giác đúng là mang lên trên huyết sắc mặt nạ mạnh hạo, các hạ là ai? Lê Thiên khàng khàng mở miệng, một bên uông, mặt hai người, cũng hai mắt co rút lại, nhìn về phía mạnh hạo, giờ phút này trong nội tâm cũng có ngưng trọng, bọn hắn nhìn không ra mặt nạ quỷ dị, nhưng có thể nhìn ra mạnh hạo tu vi chẳng qua là kết đan, có thể vừa rồi một kích kia, nhìn như tùy ý, nhưng hiển lộ ra có thể so với Nguyên Anh chấn động, cái này lại để cho nơi đây mấy người kia, đối với mạnh hạo tu vi, đã có chần chờ. Nghiêm tung thì là hai mắt chớp động, ngóng nhìn Mạnh Hạo. Trong lúc mơ hồ tại Mạnh Hạo trên người, hắn đã tìm được một vòng quen thuộc. Cái này quen thuộc chi ý, lại để cho đáy lòng của hắn chấn động. Nghiêm đạo hữu mời Mạnh Mổ đã đến, chính là chỗ này giống như đạo đại khách sao. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, phía sau hắn trong rừng, mang cự nhân thân ảnh khổng lồ, lúc này mới chậm rãi đi tới, về phần cổ lạp. Trước khi tới đã bị Mạnh Hạo chỉ điểm một chút đã bất tỉnh, có một số việc hắn không thể nghe, mang cự thân thể người tuy lớn, nhưng lại không để tại cái này ba người nguyên anh tu sĩ trong mắt, mạnh đạo hữu. Nghiêm Tung hai mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra mạnh hạo thanh âm, thở sâu, đáy lòng đối với mạnh hạo nơi đây, không khỏi dâng lên thần bí cảm giác, tại lúc trước hắn phán đoán ở bên trong, mạnh hạo là kết đang tu sĩ. Đang đạo đại sư. Có thể vừa rồi một màn, lại để cho hắn không thể không ngưng trọng người này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Nghiêm tung cảm giác mình nhìn không thấu mạnh hạo, giờ phút này hạch hạch cười cười, ôm quyền mở miệng, nguyên lai like là mạnh đạo hữu, hiểu lầm, việc này là một cái hiểu lầm, lê đạo hữu, quân đạo hữu, mạc đạo hữu, nghiêm mổ đến cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này mạnh đạo hữu, chính là nghiêm mổ các loại người cuối cùng, đang đạo đại sư, tại đang đạo bên trên coi như là nghiêm mổ tại tự hỏi không bằng, có mạnh đạo hữu tại, chúng ta chuyến này, có thể gia tăng không ít nắm chắc. Nghiêm tung cười nói, lại vì mạnh hạo giới thiệu Lê Thiên ba người, lẫn nhau giữa tại hơi khẽ gật đầu sau. Lúc trước địch ý lúc này mới tiêu tán một ít, đối với mạnh hạo gia nhập, dù là mạnh hạo tu vi thoạt nhìn là kết đan. Có thể nguyên anh tu sĩ phần lớn là tính cách cổ quái, bọn hắn biết có không ít đồng đạo, chuyên môn ưa thích che giấu tu vi, mà lại coi như là người khác nhìn ra, cũng phản cảm nhắc tới. Nghiêm Tung cũng chưa từng đi giải thích thêm việc này, một đoàn người tại đây ngân hà bên cạnh, lẫn nhau ngưng tụ, mạnh hạo thần sắc bình tĩnh, hắn sở dĩ lựa chọn đeo lên cái này tiêu hao sinh cơ mặt nạ đã đến nơi đây, là bởi vì hắn năm đó ở Nam Vực Thanh La Tông Thượng Cổ Phúc Địa Lúc, liền gặp được qua những chuyện tương tự, bởi vì chính mình tu vi không đủ, có con tin nghi ra tay, mà lại coi như là giải quyết, nhưng sau đó đưa tới cách ngăn, lại thủy chung tồn tại, bất lợi với phát triển. Cho nên lúc này đây, hắn dứt khoát trực tiếp dùng tối cường ngạnh tư thái xuất hiện, thuận tiện cũng nghiệm chứng thoáng một phát, đeo lên huyết sắc sau mặt nạ, mình rốt cuộc mạnh như thế nào, nếu như mạnh đạo hữu cũng đã đến, như vậy nghiêm đạo hữu có lẽ cẩn thận nói một chút trảm linh đang sự tình rồi, nói chuyện chính là ôn họ trung niên, hắn ngắm nhìn mạnh hạo, lại nhìn một chút bên người ăn mặc trường bào màu đen mặc họ tu sĩ, lập tức đối với mạnh hạo nơi đây, lộ ra chán ghét cùng che giấu sát cơ. Cái này ánh mắt không có che giấu, Lê Thiên sau khi thấy cười hắc hắc, nghiêm tung cũng chú ý tới, cười khổ trong không biết nên nói cái gì. Mạnh hạo sững sờ, cái này ung họ tu sĩ sát cơ đến không hiểu thấu, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt đảo qua lúc, hắn chợt phát hiện vị kia mặt họ trung niên nam tử, nhìn về phía ánh mắt của mình, mang theo một cổ thưởng thức, càng có một đám hiếu kỳ, người này tuy nói là trung niên, nhưng mặt trắng như ngọc, bộ dạng tuấn lãng, trong lúc mơ hồ hình như có một cổ âm nhu, đến từ mặt họ tu sĩ ánh mắt, lại để cho Mạnh Hạo càng thêm kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền từ Lê Thiên trong tươi cười đã nhận ra cái gì, lập tức sởn hết cả gai ốc, ho khang một tiếng, lui ra phía sau vài bước tránh đi mặt họ tu sĩ ánh mắt, nghiêm tung lắc đầu, chỉ có thể cười khổ, giờ phút này ho khang một tiếng, chậm rãi mở miệng, bốn vị đạo hữu, nhận được bọn ngươi đối với nghiêm mổ tín nhiệm, đến nơi này, chúng ta coi như là đã đạt thành lần này tiến vào Tây Mạc ước định, nghiêm mổ cũng không giấu giếm chư vị, chuyến này gặp nguy hiểm. Nói đến đây, nghiêm tung mắt nhìn bốn người, gặp bốn người này tại mặt không biểu tình về sau, tiếp tục mở miệng, viễn cổ đang đạo, vượt qua hôm nay quá nhiều, đáng tiếc thất truyền, đã đến đương kim, đang dược chỉ tới nguyên anh, mà trảm linh cảnh giới đang dược, đương thời hiếm thấy. Duy có một lần thứ từ thượng cổ thậm chí viễn cổ đang dược truyền lưu ở bên trong, đạt được một tia nửa điểm. Hậu nhân tiến hành điều hòa, luyện ra chi đan so ra kém đã từng một thành, mà viễn cổ đan đạo cùng đương kim, một cái thật lớn đường ranh giới, chính là trảm linh đan, đan này còn gọi là bờ bên kia thiên kiếp, tu sĩ nuốt vào về sau, đắm chìm tại một loại đối với thiên địa hiểu ra ở bên trong, thấy rõ tự mình, chém xuống để nhất đao, nghiêm mổ cho chư vị nhìn một đơn giản bên trên rõ ràng ghi chép những thứ này, nhiều năm qua, nghiêm mổ rời đi rất nhiều địa phương rút cuộc xác định cái này viễn cổ đang đạo chi địa, tồn tại Tây Mạc, ước chừng tại hơn 5.000 năm trước, Tây Mạc có một cái bộ lạc, gọi là ô thần tộc, này tộc nhất thời huy hoàng, từng là Tây Mạc năm đại bộ lạc một trong, kia thánh địa ô thần núi, chính là viễn cổ đang đạo còn sót lại chi địa, có lẽ ô thần tộc cuộc khởi, cũng cùng này có quan hệ, sơn này ta âm thầm đi qua hai lần, đều không thể tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát, đang đạo vẫn còn. Nghiêm tung chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền ra, mạnh hạo thần sắc như thường, đáy lòng phân tích đối phương tuy nói mấy trở thành sự thật giả. Cái này ô thần bộ lạc, hôm nay tiêu điều phân liệt, hóa thành năm cổ thế lực, tất cả thành một bộ, theo thứ tự là ô binh bộ, ô đấu bộ phận, ô đạt bộ phận, ô viêm bộ phận cùng với ô ảm bộ phận. Mạnh hạo nghe đến đó, thần sắc nhìn như như thường, vừa ý ngọn nguồn nhưng là chấn động, hắn nghĩ tới bị chính mình bắt ô một, người này đang là đến từ ô đạt bộ lạc nghiêm đạo hữu nói những thứ này làm gì dùng chỉ cần dẫn đường chúng ta tiến vào cái gì kia ô thần núi là được cung họ tu sĩ mặt không biểu tình âm lãnh mở miệng cung đạo hữu việc này không phải đơn giản như vậy ô thần bộ phận mặc dù phân liệt nhưng ở ô thần trên núi còn có một vị ô thần bộ phận đồ đằng thiên kiếp tồn tại cũng chính là trảm linh lão tổ với hắn tại ô thần núi chúng ta ai có thể đi vào nghiêm tung lắc đầu cho nên chúng ta phải thay đổi một cái phương thức cái này ô thần phân liệt năm cái bộ lạc thường cách một đoạn thời gian đều không định kỳ an bài tộc nhân tiến vào thánh sơn đi triều bái tổ tiên thu hoạch đồ đằng lực lượng đây là duy nhất có thể quan minh chính đại tiến vào ô thần núi phương pháp cho nên chúng ta muốn trước phân biệt lẫn vào một cái bộ lạc mà lại cần tại đây trong bộ lạc lộ ra tài năng trẻ thu hoạch tín nhiệm đến lúc đó dùng khách khanh thân phận tiến vào ô thần núi đã đến trong núi chúng ta tại tụ tập một chỗ đồng mưu viễn cổ đan đạo. Nghiêm tung hai mắt lộ ra tinh mang, lộ ra nhưng kế hoạch này là hắn nghiên cứu thật lâu, bảo đảm không có vấn đề. Mạnh hạo nheo lại hai mắt, Lê Thiên Như có điều suy nghĩ, buông, mặt hai người, nhìn nhau một cái, cũng đối với đề nghị này nhận thức. Về phần như thế nào lộ ra tài năng trẻ, như thế nào đạt được tín nhiệm, chư vị đạo hữu chắc hẳn tại tất cả có phương pháp. Nghiêm tung hạt hạt cười cười, nhìn về phía mọi người như thế nào giải quyết khí tức vấn đề? Mạnh hạo chậm rãi mở miệng, việc này làm phiền Lê Đạo Hữu rồi, Lê Đạo Hữu có thể ở Tây Mạc cư trú trăm năm, đến nay không người có thể biết được đến cùng tại bao nhiêu cái bộ lạc, là bộ dáng gì, có thể thấy được Đạo Hữu ở phương diện này đạo hạnh. Nghiêm tung ôm quyền, hướng Lê Thiên cúi đầu, chuyện này không có vấn đề, Lão Phu tới đây lúc trước, đã dùng bí thuật luyện năm kiện bí bảo, có thể làm cho người ta tại trong ba năm, khí tức cải biến, tu vi không hiện, sử dụng về sau, có thể đem giống nhau đồ vật vững chắc hóa thành làm đồ đằng, dùng cái này khí tức tại Tây Mạc, ngươi chính là Tây Mạc tu sĩ. Lê Thiên nhàn nhạt mở miệng, bất quá vật ấy lão phu không thể không thường trả giá, nghiêm đạo hữu là người phát khởi, lão phu có thể tiễn đưa ngươi một cái, nhưng ba vị đạo hữu, các ngươi hoặc là để đổi lấy, hoặc là liền cần muốn nói cho ta, tại đây trận viễn cổ đang đạo ở bên trong, các ngươi có thể tạo được tác dụng. Lê Thiên hai mắt lóe lên, chậm rãi nói ra, lời nói này nói cẩn thận chặt chẽ, nhưng nhìn trộn mọi người tâm tư, nhưng là không hề giữ lại hiển lộ ra. Ô thần trong núi hết thảy trận pháp, ta hai người phức tạp phá giải, không cần chư vị lại ra tay. Quân họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, Lê Thiên hạt hạt cười cười, tay phải vung lên, lập tức ba đạo bạch quang bay ra, đã rơi vào ung, mặt hai trên tay, cuối cùng một đạo bạch quang, thì là trôi lơ lửng ở nghiêm tung trước mặt. Mạnh đạo hữu, ngươi thì sao? Lê Thiên nhìn về phía Mạnh Hạo, nơi đây chi nhân, hắn đối với Mạnh Hạo nơi đây kiên kỷ nhất, lúc trước hai người nhìn như đơn giản một kích, lại để cho hắn cảm nhận được đối phương thuật pháp khủng bố, tất cả đang đạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, chỉ nói bốn chữ này, Lê Thiên hai mắt co rút lại, quân, mặt hai người cũng là thần sắc ngưng tụ, nghiêm tung mỉm cười không nói, sau một lúc lâu, Lê Thiên tay phải vung lên, bạch quang bay về phía Mạnh Hạo vật ấy cách dùng, chư vị thần thức có thể tra. Tốt rồi, nếu như mọi người ý kiến thống nhất, chúng ta cái này tiến về trước cái này năm cái bộ lạc, ta lựa chọn ô viêm bộ phận. Nghiêm tung vừa cười vừa nói, quân mổ liền lựa chọn ô binh bộ tốt rồi. Quân họ tu sĩ mở miệng, ô đạt bộ phận. Mạnh hạo thần sắc như thường, giấu giếm chút nào tâm tình, nhàn nhạt nói ra, như vậy lê một liền lựa chọn ô đấu bộ phận, người cuối cùng ô ảm bộ phận, tự nhiên thuộc về mặt họ tu sĩ, năm người riêng phần mình sau khi phân phối xong, nghiêm tung lấy ra một cái hình bát giác la bàn, trực tiếp đè xuống đất, trong chốc lát, có truyền tống ánh sáng tràn ra, tiến vào cái này năm cái bộ lạc về sau, chúng ta đơn giản không muốn liên lạc với, chỉ chờ tại ô thần thượng trung tụ tập, dùng một đơn giản đế tinh, nơi này là có quan hệ cái này năm cái bộ lạc kỹ càng giới thiệu, mặt khác hôm nay thời điểm này, đúng là cái này năm cái bộ lạc đại lượng mời chào khách khanh thời gian, lẫn vào đi vào không khó. Nghiêm Tung nói qua, xuất ra bốn miếng ngọc giảng tống xuất về sau, dẫm trận tại chỗ đi vào trong trận pháp, thân ảnh một cái chớp mắt biến mất. Uông, mặt hai người lần lượt bước vào, Mạnh Hạo hai mắt chớp lên, cẩn thận nhìn một chút cái này truyền tống trận về sau, chần chừ một chút, Triệu Hoáng mang cự nhân cầm lấy cổ lạp đến đây, tại Lê Thiên lúc trước, cùng nhau bước vào trong đó, thấy hoa mắt, truyền tống chi lực ầm ầm chuyển động, dường như thân thể bị lôi kéo như là đi ở tuế nguyệt trường hà bên trong, không biết đi qua bao lâu, mạnh hạo trong ốc quanh một tiếng, cảm giác mình toàn bộ người như bị xé nứt, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường, xuất hiện lúc, đã ở rồi một mảnh xanh biếc trên núi hoang, kế tiếp nửa tháng, cập nhật lúc sớm cùng mọi người nói rằng, bình thường là giữa trưa 12 điểm 13 điểm tả hữu canh 1, buổi tối 18 điểm tả hữu canh 2, nếu như giữa trưa không có càng mà nói, như vậy hoảng lại xuống dưới, sẽ là buổi tối 6 điểm tả hữu canh 1, sau đó chậm một chút một ít, canh 2, mời mọi người thứ lỗi. Chưa xong còn tiếp.